là một cái lịch sử người yêu thích, Lý Hạo xuyên qua thế giới song song, trong lúc ngẫu nhiên thu được một cái có thể liên thông chư thiên vạn giới ngắn video phần mềm. Video đầu tiên anh công bố chính là kiểm kê 10 đại mảnh tướng từng tồn tại trong lịch sử. Hạng vũ nhiễm mẫn Lý Tồn Hiếu, ai có thể đạt được trong lịch sử đệ nhất mảnh tướng xưng hô? Thập đại phản vương trong lịch sử, Hoàng Sào, Lý Tự Thành, Hồng Tú Toàn, ai cách thành công gần nhất? Thập đại đế vương trong lịch sử, ai mới thật sự là thiên cổ nhất đế. Theo video kiểm kê càng ngày càng nhiều, Lý Hạo bỗng nhiên phát hiện, các lịch sử vị diện đều bị hắn sửa đến hoàn toàn thay đổi. Đinh Sùng Trinh Hoàng đế khen thưởng ngươi một cái kim giáp của đa nhĩ cổn. Đinh Tây sở bá vương hạng vũ khen thưởng ngươi một cây kim quyền trượng của đế quốc La Mã. Dương Tái Hưng khen thưởng ngươi một viên kim ngọc thuộc đầu người, hay là nóng hầm hập Dương Tái Hưng ngươi rốt cuộc là cho ta khen thưởng, hay là muốn hù chết ta ha? Nhân vật chính Lý Hạo, Dương Ngọc Hoàng, tiểu thuyết máu chốt Bản xếp hạng thông lịch sử Kiểm kê sử thượng thập đại mảnh tướng không đạn cửa sổ, bản xếp hạng thông lịch sử Kiểm kê sử thượng thập đại mảnh tướng TXT toàn tập đao loa, bản xếp hạng thông lịch sử Kiểm kê sử thượng thập đại mảnh tướng mới nhất chương độc Chương 1 kiểm kê sử thượng thập đại mảnh tướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lam Tinh, Đại Hạ Quốc. Ngoại ô Kim Lăng. Trong một căn phòng cho thuê giá rẻ hơn 10 mét vuông, Lý Hạo vừa lướt video, vừa ăn mì ăn liền khang xuất phó. Mười sự kiện có thật trong lịch sử nhìn thấy tiêu đề này, Lý Hạo trực tiếp nhấn vào. Làm một cái nhiệt huyết trạch nam, hắn thích nhất chính là trong lịch sử những kia kim qua thiết mã chiến tranh những mảnh tướng nhất kỵ đương thiên kia luôn khiến hắn tâm hướng tới hận không thể nhảy lên một con ngựa đào hoa cùng các mảnh tướng huynh chạy song song phá kiên phá địch nhưng mà sau khi xem xong lý hạo lập tức chửi tục antaka, hàng này là cái quái gì vậy lại đem lý nguyên bá xếp thứ nhất đây rõ ràng là treo đầu dê bán thịt tét đi a à. con mẹ nó ngươi có biết cái gì là chân thật tồn tại mảnh tướng hay không nếu nói tiểu tử này chó má không thông mấy viên mảnh tướng khác đều là người thật. Đây nhất định là cố ý trêu chọc dẫn lưu lượng. Hiện tại, vì kiếm tiền quả thật đã hao hết tâm tư. Đúng lúc này, một phần mềm đột nhiên xuất hiện trên máy tính triệu ngạn. Chúc mừng ngươi bị chiêu thiên lịch sử hình chiếu chọn trúng, thỉnh mau chống chế tác video truyền lên, có thể hình chiếu đến các triều đại. Đồ chơi gì? Trúng virus. Lý Hạo lại nói tục một câu. Xem ra thật sự không thể dùng máy tính lung tung tìm kiếm phim điện ảnh nhỏ của đảo quốc. Đang chuẩn bị gỡ bỏ phần mềm virus này, trên máy tính đột nhiên toát ra một đoàn bạch quang. Trực tiếp hút Lý Hạo vào. Một cái hoảng hốt, Lý Hạo liền tiến vào một cái không gian thần bí, trong này một mảnh hỗn độn, không thể biện bạch phương hướng. "Lão tử đây là xuyên tới dị giới sao?" Lý Hạo run giọng hỏi một câu. Bất quá ở trong thanh âm của hắn kích động thậm chí nhiều hơn sợ hãi. Nhiệt huyết trạch Nam nha, khát vọng nhất chính là xuyên đến dị giới, đại sát tứ phương, leo lên đỉnh thế giới, trở thành vua thế giới. Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Sau một khắc, hơn 10 quan ảnh khổng lồ đột nhiên hiện ra từ trong hỗn độn. Lý Hạo ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy những hình ảnh này không ngừng hiện lên, có chư quốc hợp tung liên hoành, vương giả cầm trường kiếm trong tay, nhất nhất đảng diệt cũng có hai quân đối chọi, một đại tướng mặt đỏ nhảy ngựa múa đao, chém giết tướng địch trong vạn mã quân, đến đâu, vạn quân trừ dễ, không ai có thể ngăn cản. Cũng có hồ kỵ nhập quan, đến chỗ nào, máu tươi hội lưu thành sông, bách tính thi hoành khắp nơi. Những hình ảnh khác hắn có thể không nhận ra, nhưng vương giả cầm trường kiếm trong tay khẳng định chính là thủy hoàng đế thắng chính. Tần vương quét lục hợp, hổ thị hà hùng tai cái kia ở trong vạn mã quân chém giết địch tướng mặt đỏ đại tướng tuyệt đối chính là quan nhị gia về phần hồ kỵ nhập quan chỉ nhìn những kỵ binh kia sau đầu đuôi chuột tiền tài cũng biết đó là mãn thanh nhập quan thời kỳ điều đó nói lên điều gì chứng tỏ những hình chiếu lịch sử này đều là thật hắn thật sự có thể chế tác video ném vào các triều đại tim lý hạo không chịu thua kém nhảy dựng lên lần này lão tử rốt cục muốn phát đạt nhưng làm thế nào để thoát khỏi không gian này? Trong lòng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, trong nháy mắt Lý Hạo liền về tới phòng trọ bẩn thiểu. Lý Hạo đột nhiên hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn hung hăng mà nhéo một cái đùi, kịch liệt đau đớn nói cho hắn biết, đây không phải mộng cảnh, đây là chân thật. Ha ha. Lão tử rốt cục có bàn tay vàng. Xuyên đến Lam Tinh 10 năm, so với rùa tốc độ còn chậm ngón tay vàng rốt cục bò tới đỉnh đầu của hắn. Lý Hạo không khỏi cười ha ha. Cười đến cuối cùng, ngay cả nước mắt cũng bật cười. Hắn muốn bắt đầu nghịch tập. Lão tử muốn từ trong nước động của cuộc sống thẳng đến cao trào nhân sinh. Xin mau chống chế tác video tải lên. Phần thưởng siêu phong phú nha. Văn tự lần nữa hiện lên, cuối cùng bảy chữ càng làm cho Lý Hạo cảm xúc phập phồng. Làm video gì tốt? Lý Hạo cau mày suy nghĩ một chút, tầm mắt lơ đãng rơi xuống video nhất thời hai mắt sáng ngời. Đây không phải là đề tài tốt nhất sao? Ngồi ở trước bàn máy tính, lấy ra tốc độ tay độc thân hơn 30 năm, hai tay khởi động, lập tức làm việc. Mười đại mảnh tướng trong lịch sử Đại Tần Thành Hàm Dương Năm 215 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lúc này đã sớm quét sạch sáu nước, nhất thống thiên hạ. Thư đồng văn, xe đồng quỷ, thành thon dài, mở đường thẳng mỗi một việc hắn làm, đều là đặt nền móng cho sự nghiệp vĩ đại muôn đời của Đại Tần. Nhưng mà, giờ phút này Thủy Hoàng đế sâu trong nội tâm, lại tràn ngập đối với tử vong ưu sợ. Tuy rằng mới hơn 40 tuổi, hắn lại rõ ràng cảm nhận được lão hóa. Làn da càng ngày càng thả lỏng, tinh lực càng ngày càng kém. Ngay cả uy lâm thiên hạ, đáng diệt quần hùng, lại đối với tử thần không có một chút biện pháp hắn mời một nhóm lại một nhóm nghe nói có thần tiên thuật phương sĩ, đến vì hắn luyện chế trường sinh bất lão dược, nhưng uống không ít, lại căn bản không thấy hiệu quả. Bản thân vẫn đang già đi từng ngày. Chẳng lẽ trên đời này thật sự không có trường sinh chi đạo sao? Đứng ở cửa chính cung điện, nhìn lên bầu trời rỗng tuyết, doanh chính nhịn không được thản nhiên thở dài. Đột nhiên, bầu trời phong vân kích động, mặt trời chói mắt trực tiếp biến mất không thấy, sau một khắc, đầy trời đầy sao, tự như mưa rào đánh hoa sen mới, hàng trăm triệu tinh quang ầm ầm rơi xuống, ở phía trên đại điện mấy trượng hình thành một cái quang ảnh chiếu màn. Sau đó thiên địa trở về nguyên dạng, mặt trời lại xuất hiện. Quang ảnh chiếu màn nhưng không có biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đây nhất định là thủ đoạn của thần tiên. Chẳng lẽ tiên nhân thương ta thành kính, muốn ban cho ta trường sinh dược? Doanh chính không biết hình ảnh này luôn phiên trình diễn ở các triều đại. Lưu Triệt, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương, Lý Bạch, Nhạc Phi, Tần Khí Tật, từng nhân vật lưu danh sử sách đều thấy được quan ảnh này chiếu màn, không hề nghi ngờ chính là tất cả mọi người coi đây là thủ đoạn thần tiên. Trong lúc nhất thời các triều đại sôi trào lên, quan ảnh chiếu màn đột nhiên truyền đến một khúc tướng quân lệnh. Theo âm nhạc sụt sôi, phía trên hiện ra mấy hàng chữ to. Hạo hạo hoa hạ, Du Du Thần Châu Năm ngàn năm hoa hạ sử, năm ngàn năm chinh chiến sử Trong ngàn vạn tướng quân lưu danh sử sách, có mấy trăm tướng quân được gọi là vạn nhân địch Như vậy, ai mới thật sự là vạn nhân địch? Ai mới là võ tướng mạnh nhất trong lịch sử? Tất cả đều ở trong bảng xếp hạng Kiểm kê lịch sử thượng thập đại mảnh tướng Chú Xếp hạng tuyệt đối phân trước sau, cũng không phải theo thời gian sắp xếp người chế bản. Thông thiên tiến sĩ gia các bất lượng Thông thiên tiến sĩ gia các bất lượng Tên tiên nhân này có chút quen thuộc Thuộc hán vị diện, Lưu Bị vừa mới tiến vào hán trung vương vỗ vỗ tráng Nhìn gia các lượng cũng vẻ mặt mơ hồ hỏi Quân sư, vị gia các bất lượng này chẳng lẽ là con cháu của quân sư sao? Gia Cát lượng cười nói Chú công, con cũng khát vọng có một thần tiên con cháu như vậy nếu như có thể mời vị thông thiên tiến sĩ này tới, hưng phục hán thất sẽ dễ như trở bàn tay. Lưu bị nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn một chút quan ảnh thượng phụ đề, đột nhiên cười nói, trong lịch sử mười đại mảnh tướng. Minh Hoàng Chu Nguyên Chương Trong lịch sử mười đại mảnh tướng, thường mười vạn nhất định có thể đứng đầu. Hán đế lưu triệt Mười đại mảnh tướng, há có thể thiếu trẫm quán quân hầu. Đường hoàng lý thế dân ta dưới trướng tần thúc bảo cùng úy trì kính đức tuyệt đối sẽ không vắng mặt mười đại mảnh tướng. Tây sở bá vương hạng vũ. Mười đại mảnh tướng. Ta không phải đệ nhất, ai dám xưng đệ nhất. Đường mạc lý tồn hiếu. Ta muốn xem ta có thể xếp thứ mấy. Dương tái hưng đi theo nhạc phi bắt phạt tới dĩnh xương im lặng tự hỏi, trên bản này, lão dương ta có tư cách xếp hạng không? Đại minh mãnh nhân lý cảnh long. Ta cảm giác mình hẳn là có thể xếp hạng trước ba vị. Thập toàn đại đế càng long. Mười đại mảnh tướng, ta đại thanh ít nhất có thể chiếm sáu cái ghế. Sùng trinh mười một năm vị diện, đối mặt lần nữa nhập quan mãn thanh thiết kỵ, chu do kiểm tâm lực tiêu tụy, hắn ngẩng đầu nhìn lên càng thanh cung trên quan ảnh chiếu màn, phát ra một tiếng bi thương thở dài, nếu ta cũng có mảnh tướng như thường mười vạn, chỉ là lưu khấu và giặc thác có gì đáng nói trên màn ảnh không ngừng thoáng hiện tên người cùng màn đạn khiến sắc mặt doanh chính biến thành màu đen. Những người này hắn một cái cũng không nhận ra, xem ra đều là người của hậu thế. Nhưng những hậu thế tử tôn này cũng quá cuồng đi. Không biết khiêm tốn chút nào. Mười đại mảnh tướng trong lịch sử. Vương tiễn vương bí mông điềm, tuyệt đối có thể đứng hàng top 3. Nhưng làm cho doanh chính càng tức giận chính là những người xưng hoàng đạo đế này, dĩ nhiên không có một ai là người họ thắng. Đại tần của trẫm đâu? Chương 2 Thứ 10 mảnh tướng Quái lực thư sinh lô tượng thăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mười đại mảnh tướng trong lịch sử Mảnh tướng như mảnh hổ, vừa ra thăm sơn vạn thú kinh Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối Thần lực trời sinh Tần Vũ Vương Doanh đáng cười ha ha nói, luận về thần lực trời sinh, ai có thể theo kịp ta. Các thần lưu tránh ra, xem ta dơ lên tôn đại đỉnh này. Doanh chính. Người trong bản rõ ràng không hiểu chiến sự. Trên chiến trường chân chính, ai có thể lấy một địch trăm. Duệ sĩ đại tần ta quét ngang sáu nước, dựa vào tầng nỏ và chiến trận. Trảm địch sẽ ở trong vạn quân. Trong mắt đan phượng của quan vũ lộ ra nụ cười, chuyện này ta hiểu đại thanh ba đồ lỗ ngao bái. Lấy một địch trăm. Một kỵ làm ngàn. Bác kỳ kiện nhi ta cái nào cũng có thể làm được. Minh cẩu không chịu nổi một kích. Chu Nguyên Chương. Xem ai có thể lên bảng đầu tiên. Mười đại mảnh tướng lịch sử, vị thứ mười. Thần lực thư sinh lưu tượng thăng, lý thế dân. Đây là người phương nào? Chu Nguyên Chương. Chưa nghe nói qua xem ra là người hậu thế. Chu Do Kiểm Lư Tượng Thăng, một giới văn nhân, chính quy tiến sĩ. Trong lúc đảm nhiệm đại danh tri phủ, chính thanh trác tuyệt tất cả mọi người cho rằng hắn là cái quan văn, lại không biết hắn trời sinh thần lực, bình thường luyện võ sử dụng đại đao nặng tới 150 cân. Sùng Trinh năm thứ hai, Hoàng Thái cực tự mình dẫn quân, từ hỷ phong khẩu đột nhập trường thành, tại kinh thành phụ cận đốt vết cướp bóc, các địa cần vương quân sợ tù như hổ, lưu lại không dám tiến lên. Lưu tượng thăng xuất lĩnh đại danh phủ chiêu mộ hơn ngàn dân tráng, không hề sợ hãi lao thẳng tới kinh sư, đơn kỵ đột trận, liên trảm mãn thanh mấy chục tên bạch giáp quân, một trận thành danh. Từ đó bắt đầu cuộc đời ngắn ngủi mà lừng lẫy của đội viên cứu hỏa cuối đời nhà Minh. Hắn xuất lĩnh thiên hùng quân lấy đại danh phủ dân tráng khuếch trương mà thành, nằm chinh bắt chiến, phá giặc, đánh bại thanh lỗ thiên hùng quân là tinh binh duy nhất không sợ cùng thanh lỗ giả dạ chiến tranh thắng. Hắn, giỏi nhất là tập kích bất ngờ ngàn dặm, từng dùng 300 tinh binh chạy tập kích huân dương, đánh bại hơn 10 vạn lưu khấu. Năm sùng trinh thứ 11, tù trưởng nhà thanh đa nhĩ cũng dẫn quân nhập quan lần nữa. Sùng trinh đế ra lệnh cho lưu tượng thăng tiết chế binh mã cả nước chống lại quân thanh. Tuy nhiên, đại học sĩ Dương Tự Sương và giám quân Thái giám lên cao tìm mọi cách cản trở, đến nỗi lư tượng thăng chỉ có thể xuất lĩnh không đến ba ngàn thiên hùng quân, tiến đến ngăn cản mấy vạn thiết kỵ của đa nhĩ cổn. Cuối cùng ở khu vực cự lộc cổ trang, bị vây bảy ngày, bất khuất chết trận. Ngày đó là ngày 16 tháng 12 năm sùng trinh thứ 11. Tại lư tượng thăng chết trận thời điểm, cao lên tìm xuất mấy vạn đại minh tinh nhuệ nhất quan ninh thiết kỵ ngay tại cách cổ trang không đến 40 dặm kê trạch, cũng không phát một binh một tốt cứu viện tham mưu dương đình lân của lư tượng thăng quỳ gối trước mặt cao khởi tìm cầu cứu lại bị loạn côn đánh ra đáng giận hơn chính là sau đó dương tự xương cùng cao khởi tìm còn tìm mọi cách làm khó dễ tang lễ của lư tượng thăng sau khi chết 80 ngày thi thể của lư tượng thăng mới được thu liệm lư tượng thăng có thể nói là người được trời cao đặc biệt phái xuống cứu vãn thiên tuyển triều minh cuối đời nhà minh trọng văn khinh vũ lư tượng thăng liền lấy thân văn nhân kim cư nhạc vũ mục chi thần dũng vô địch nhưng mà, một kỳ tài thiện chiến như vậy, vẫn không thể ai cũng có tài, cuối cùng bị sùng trinh đế dùng người không rõ cùng dương tự xương hợp tác hãm hại. Ly kỳ chính là, lúc lưu tượng thăng chết năm ấy mới 39 tuổi, vừa vặn cùng tuổi với nhạc vũ mục thiên cổ kỳ quan. Sau khi lưu tượng thăng chết chưa đầy 6 năm, Minh Vong, sùng trinh hoàng đế cũng treo cổ trên một gốc cây cổ thụ ở cảnh sơn. Kiểm kê đến đây, video hiện lên. Một cái tri phủ ăn mặc văn quang, cầm trong tay một thanh đại quan đao, dẫn mấy trăm dân tráng tiến đến Cần Vương. Khi những binh mã khác đều sợ hãi không dám đi tới, tri phủ đi thẳng xuống dưới thành Bắc Kinh, liên tục phá hơn 10 trận thanh lỗ. Sau chiến tranh luận công ban thưởng, công là đệ nhất. Được sung trinh bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư. Sau đó trong thời gian mấy năm, hắn xuất lĩnh quân thiên hùng của mình ở Nam Chinh Bắc Chiến, nhiều lần phá giặc lưu manh. Bất kể là Cao Ngên Tường hay là Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành, trông thấy cờ hiệu chữ lư, đều trong gió mà chạy, ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Cho đến trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp của hắn. Cự lộc, cổ trang, hao thủy kiều. Mấy vạn thiết kỵ mãn thanh vây chặt mấy ngàn quân minh. Từng đội trọng giáp kỵ quân mang theo đuôi chuột tiền tại đang cứng trắng đụng vào chiến trận quân minh. Lư tượng thăng cầm trong tay đại quan đao, đứng ở trước trận, vùng đao như gió, một đao đi xuống, là có thể đem trọng giáp quân thanh cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn thanh lỗ mặc dù dũng mãnh nhưng không có tướng lĩnh nào dám đơn đấu với viên minh tướng này chiến giáp của đại tướng quân minh bị đánh vỡ mấy khe hở bên trong khe hở hiện ra bộ đồ tan màu trắng cho thấy lư tượng thăng vẫn còn giữ đạo hiếu cho cha mặt trời lặn quân thanh một lần nữa lui xuống mà quân minh có thể chiến đấu đã không tới một ngàn người đây là ngày thứ tư lư tượng thăng bị vây tổng binh hổ đại uy quỳ gối trước mặt lư tượng thăng rơi lệ khuyên nhủ lư đại nhân phá vòng vây đi nếu dương tự xương và cao khởi tìm muốn hại chết đại nhân thừa dịp bóng đêm dựa vào sự dũng mãnh phi thường của đại nhân chúng ta còn có thể phá vây mà ra a à? lư tượng thăng lau vết máu trên mặt ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên trời chiếu vào màn ảnh thấy mình còn lại hai ngày tuổi thọ chỉ lạnh nhạt cười không hề có ý sợ hãi vì thần tử trung vì tử tử hiếu chết cũng được. Vì thứ nhất mảnh tướng kiểm kê kết thúc, Lý Hạo gắt gao nhìn chầm chầm máy tính, sợ cái này kiểm kê không ai quan sát, không xứng đáng trời cao ban cho cái này ngón tay vàng. Thấy lượng phát điên cuồng tăng lên, bình luận cũng không ngừng, anh mới thở dài một hơi. Dù sao cũng là video đầu tiên, lượng phát như vậy còn có lượng bình luận hoàn toàn có thể nói là có chút kinh người. Lý Hạo căn bản không biết hình chiếu lịch sử này gây ra động tĩnh lớn ở các triều đại. Hoa hạ từ xưa nhiều năm nhi nhiệt huyết, nhìn thấy video lưu tượng thăng huyết chiến thanh quân, ai lại nhìn không xem chứ. Lý Tĩnh, Những thiết kiện ngoại tộc này đều là áo giáp toàn thân, so với trang bị của Vương Triều Trung Nguyên còn tốt hơn, thật sự khiến người ta bất ngờ. Tấn thương phạm vĩnh đấu, ta chỉ xem một chút không nói lời nào. Lý Thế Dân Sức chiến đấu của bọn thác đác này không thể khinh thường, muốn lấy ít thắng nhiều đánh bại bọn họ, không phải huyền giáp tinh kỵ của trẫm thì không thể nhạc phi kiểu tóc này xem ra là một nhánh của kim nhân chẳng lẽ ta không thể trực đảo hoàng long quét sạch lỗ đình sao nhạc vân cha nhạc vũ mục thiên cổ kỳ oan kia chẳng lẽ có liên quan đến cha sao nhạc phi hồng vũ vị diện chu nguyên chương đã nổi trận lôi đình cái gì ta đại minh vậy mà vong đúng rồi những này kim thiết đuôi chuột kỵ quân ta tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Từ đạt bên cạnh hầu hạ nói, một chi nữ chân nhân ở khu Đông Bắc, chính là trang phục như thế. Vậy sao? Trong lời nói của Chu Nguyên chương lộ ra sát khí tận trời. Từ đạt, ngươi nhanh lĩnh năm vạn tinh kỵ, đi tới Đông Bắc địa khu, phàm là mang tiền tại đuôi chuột người, cho ta hết thảy giết sạch, lưu lại một người sống, cũng đừng trở về gặp ta. Được lệnh từ đạt cũng vẻ mặt tức giận bọn họ phấn đấu mười mấy năm mới vừa trục xuất mông nguyên khôi phục trung hoa lại không nghĩ tới mấy trăm năm sau lại bị một đám càng tàn bạo dị tộc chiếm trung hoa đại địa cái này tuyệt đối không thể nhịn vĩnh lạc vị diện chu lệ liên tục mắng to đáng chết dương tự xương đáng chết cao khởi tiền đáng chết chu do kiểm đáng chết nhất tại sao lại để thái giám lĩnh quân chẳng lẽ hắn đã quên tổ huấn sao nếu là tướng lĩnh bất trung bất nghĩa mấy thái giám có thể giám thị được cái gì mấy đau liền chém các triều đại thái giám chỉ có thể tai họa những trung thần lương tướng kia a không được đại minh ta không thể chết trung thần lương tướng như vậy cũng không thể chết chương 3 lịch sử bắt đầu quẹo cua bạn đang nghe tại truyện chấm audio lúc này vĩnh lạc đại đế chính là phái trịnh hòa tây hạ đại dương dẫn tới thời kỳ đỉnh cao của vạn quốc đến triều đối mặt với câu nói lưu tượng thăng xuất hiện trên màn ảnh ngay cả vĩnh lạc đại đế tâm như sắt đá cũng bị xúc động rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể giải cứu lưu tượng thăng đây đúng dùng màn đạn nếu lời của mình có thể xuất hiện trên màn đạn quang ảnh này mình có biện pháp cách không chỉ đạo tướng sĩ quân minh cũng sốt ruột như vĩnh lạc đại đế còn có sùng trinh hoàng đế trên video nói hắn là vu mất nước, kết cục treo cổ trên cây cổ thụ thật sự có chút dọa đến hắn. Hắn muốn bảo trụ cái mạng này của Lư Tượng Thăng. Lúc này Lư Tượng Thăng còn có hai ngày tuổi thọ, mà quan Ninh thiết kỷ cách cổ trang không đến 40 dặm, hoàn toàn có thời gian cứu viện. Nhưng từ kinh thành phái người đi trước cự lộc, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Biện pháp duy nhất chính là để cho lời nói của mình lặp đi lặp lại xuất hiện trên mạng đạn, để cho Lư Tượng Thăng nhìn thấy để cho dương tự xương cao lên lặng xuống nhìn thấy hoặc là để cho các tướng lĩnh bên cạnh dương tự xương cao lên lặng xuống nhìn thấy trên màn đạn đột nhiên bị lời nói của ba người liên tiếp spam ta là chu do kiểm ta lấy thân phận hoàng đế đại minh hạ lệnh dương tự xương lập tức dẫn thiết kỵ quan ninh đến cổ trang giải cứu lưu tượng thăng nếu dám vi phạm chỉ ta tru diệt cửu tộc các ngươi ta là chu lệ ta lấy thân phận đại minh thái tông tuyên bố đoạt đi tất cả chức vụ của Dương Tự Sương và Cao Khởi Tiềm, tạm thời do Dương Đình Lân chỉ huy thiết kỵ quan ninh, đi tới cổ trang giải cứu Lưu Tượng Thăng. Dương Tự Sương và Cao Khởi Tiềm nếu dám vi phạm chỉ, chúng tướng có thể tự mình giết. Giết chết hai người, có công vô tội. Ta là Chu Nguyên Chương. Ta lấy thân phận Hoàng đế khai quốc Đại Minh tuyên bố, đem Dương Tự Sương cùng Cao Khởi Tiềm lột da lột cỏ. Dương Đình Lân cùng chư tướng đi cổ trang giải cứu Lưu Tượng Thăng không cần đánh bại thanh lỗ, chỉ cần cứu lưu tượng thăng ra, chính là một đại công tạc trời. Ba người họ chu thay nhau spam trên màn ảnh, nhất thời nhìn đến choáng ván các đại lão các triều. Lý Thế Dân Hảo Gia Hỏa, vậy mà còn có cách không chỉ đạo công năng. Doanh Chính Công năng này không tệ. Đại trường phu khó giữ được thê tử hiền tử hiếu. Có chức năng chỉ đạo cách không, ta không bao giờ lo lắng hậu thế sinh bại gia tử nữa hồ hợi. Lưu bị. Ta muốn cách không thỉnh giáo hán cao tổ một chút, hỏi hắn là như thế nào binh xuất hán trung đỉnh định thiên hạ. Sùng trinh 11 năm vị diện. Thôn kê trạch bắc trực lệ. Mấy vạn thiết kỵ quan ninh đồn trú trong quân doanh khổng lồ trong phạm vi hơn 10 dặm. Trong soái trướng. Một đám tướng lĩnh đứng trong trướng, ngơ ngác nhìn văn tự trên màn ảnh lại quay đầu lại đánh giá Dương Tử xương vừa rồi còn cao cao tại thượng, hôm nay lại sợ hãi vô cùng, có tướng lĩnh trong ánh mắt lộ ra khinh thường, có tướng lĩnh trong ánh mắt lại lộ ra sát ý. Dương Đình lân tráng còn đang chảy máu rút kiếm nơi tay, từng bước từng bước tới gần cao khởi tìm. Bắt thăm nô. Ngươi bởi vì một chút tư tâm tạp niệm, mưu toan hại chết lư đại nhân cùng thiên hùng quân. Cũng không muốn ông trời có mắt, tiên nhân rủ lòng thương, đại minh ta không nên chết bây giờ ta sẽ chặt đầu chó của ngươi. Cao khởi tìm bởi vì là quan ninh thiết kỵ giám quân, ngày xưa rất có mấy cái người quen, nhìn thấy mệnh tại sớm tối, cúng quyết hô, tổ tướng quân cứu ta. Tổ đại nhạc trực tiếp quay mặt đi. Trương Tuần Phủ cứu ta. Trương Kỳ Bình cũng quay mặt đi. Cao khởi tìm thấy không ai cứu mình, nhất thời cũng phát ra sức mạnh tàn nhẫn, hắn dậm chân một cái, thịt mỡ trên mặt trung rẩy. Dương Đình Lân, chúng ta cùng Lư Đại Nhân không thù không oán, sợ dĩ như thế làm khó Lư Đại Nhân, bất quá là phỏng đoán ra Hoàng đế ý đồ cầu hòa. Ta là Hoàng đế Gia Nô. Ngươi chính là một cái lục phẩm binh bộ chủ sự, nếu dám giết ta, ngày sau Hoàng đế sẽ tha cho ngươi sao? Dương Đình Lân do dự một chút, lập tức lại dứt khoát nói, thiên hạ không thể không có Dương Đình Lân ta, cũng không thể không có Lư Đại Nhân. Chỉ cần có thể cứu Lư Đại Nhân, Dương Mổ chết thì có làm sao? một kiếm vung ra, cái đầu to lớn của cao khởi tìm lúc này lăn xuống đất. Dương tự xương sợ tới mức cả người phát run. Hắn còn tưởng rằng Dương Đình Lân hạ một kiếm sẽ chém về phía mình. Nhưng Dương Đình Lân lại chỉ cầm trường kiếm nhỏ máu, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, lạnh giọng nói, Thượng Thư Đại Nhân, cứu người như cứu hỏa. Hôm nay Lư Đại Nhân bị vây cổ trang, Thanh Lỗ khẳng định cũng nhìn thấy những ánh sáng này chiếu màng, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chết lư đại nhân chuyện không nên chậm trễ chúng ta phải lập tức đi cứu viện trên mặt dương tự xương mồ hôi lạnh như mưa ngay cả động tác lau mồ hôi cũng không dám làm ta quyết ý xuất lĩnh năm vạn thiết ninh thiết kỵ tự mình đến cổ trang cứu viện lập công lập tội chư tướng dám lùi bước do binh bộ chủ sự dương đình lân thay thánh thượng chém lịch sử đã thay đổi ở đây buổi tối ngày thứ năm lư tượng thăng bị vây mấy vạn thiết kỵ quan ninh đạp lên ánh trăng sáng ngời, suốt đêm đi tới cầu hao thủy cổ trang. Cùng lúc đó, đa nhĩ cũng nhìn thấy quan ảnh chiếu mạng cũng quyết định thật nhanh, thầy giết lư tượng thăng. Hắn mệnh lệnh bạch giáp quân tinh nhuệ nhất từng đợt từng đợt trùng kích trận địa tràn ngập nguy cơ của thiên hùng quân, bất kể thương vong, cũng phải bắt được thống soái quân sự ưu tú nhất vãn minh này. Truyền tướng lệnh của ta, nô lệ nào mới có thể chém giết lư tượng thăng, lập thưởng vạn kim. Bạch giáp quân bị treo giải thưởng kích đỏ mắt xông lên từng đợt từng đợt, lại bị thiên hùng quân sĩ khí đại chấn nhiều lần đánh lui. Lư tượng thăng đã dết thành một huyết nhân, nhưng vẫn đứng ở phía trước trận địa, nửa bước cũng không lui về phía sau. Đối mặt điên cùng bác kỳ thiết kỵ, lư tượng thăng một bên chém giết, một bên vung tay hô to, thiên hùng quân nhi lan, thái tổ thành tổ cùng đương kim thánh thượng đã biết tình cảnh của chúng ta. Thiết kỵ quan ninh rất nhanh sẽ tới cứu viện chúng ta chúng ta kiên trì thêm một đêm nữa, có thể trong ngoài giáp công, đánh bại đám thanh tù này. Đa nhĩ cũng đồng thời lại phái A tế cách, dẫn 5.000 thiết kỵ, mai phục ở bên ngoài cổ trang 10 dặm, chuẩn bị cho thiết kỵ quan ninh đến viện trợ một kinh hỷ lớn. Hai bên gặp nhau lúc bình minh. Đối mặt đột nhiên đánh tới 5 tám kỳ quân, quan ninh quân vẹn vẹn hoảng loạn không đến 10 phút, liền ổn định lại. Dù sao quan ninh quân cũng đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, luận lên chiến lực chân chính, cũng chỉ là hơi kém hơn bát kỳ quân. Bọn họ ngày xưa sở dĩ không dám cùng bác kỳ quân giả chiến, vẻn vẹn là bởi vì lúc này quan ninh thiết kỵ, đã có quân phiệt manh mối. Các tổng binh đều không muốn bộ đội của mình tổn thất quá nhiều. Nhưng mà lúc này đây, đối mặt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quan ảnh ném màn, tất cả mọi người coi đây là thần tích. Trời không dứt đại minh. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, Hồng Vũ Hoàng đế cùng thành tổ Hoàng đế cũng sẽ dẫn đại quân giết tới đây. Lúc này còn không ra sức cùng thanh lỗ chém giết, muốn chờ bị thái tổ Hoàng đế lột da cỏ dại sao? A à, tế cách giật mình nhìn thấy, ngày xưa sợ nhất cùng quân quan ninh giả chiến của bác kỳ hoàn toàn thay đổi một dạng. Từ trước đến nay giỏi nhất bảo tồn thực lực tổng binh tổ đại nhạc thủ cầm đại đao, giống như một người điên, gào thét điên cuồng, dẫn mấy trăm gia đình xung kích ở phía trước nhất. Ngô Tam Quế trên mặt mang theo vết sẹo đồng dạng xuất lĩnh mấy trăm di đinh đột kỵ, ở trong bát kỳ quân nhiều lần trùng kích, khiến trận hình bát kỳ quân tán loạn. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là quan ninh quân đệ nhất mạnh tướng tạo biến giao. Chỉ thấy tay trái hắn trường thương, tay phải tiên sắc, xung phong dẫn đầu, giống như cái đục, dẫn đầu đục thủng quân trận của A Tế Cách. Bất quá một canh giờ, năm ngàn tám kỳ quân của A Tế Cách đã bị đánh sụp sau đó năm vạn thiết kỵ quang ninh mang theo thế đại thắng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái dết tới cầu hao thủy cùng bộ đội chủ lực của đa nhĩ cũng triển khai đại quyết chiến đa nhĩ cũng vốn tưởng rằng thiết kỵ quang ninh vẫn hết sức căng thẳng không nghĩ tới song phương dết từ sáng sớm đến trưa từ trưa đến chiều liên tục hợp chiến mười mấy lần thiết kỵ quang ninh mặc dù hơi hà phong nhưng vẫn không có nửa điểm lưu ý quân quang ninh mặc dù thương vong hơn tám ngàn kỵ nhưng cũng tạo thương vong cho quân Bác Kỳ hơn 5.000 kỵ. Đặc biệt là tạo biến giao cùng Ngô Tam Quế tuổi trẻ khí thịnh, cơ hồ là lấy mạng đổi mạng, dùng cái giá thương vong 3.000 kỵ giết chết hơn 2.000 kỵ của Bác Kỳ quân. Lần này Đa Nhĩ cũng cũng không dám đánh tiếp nữa. Điểm yếu của Bác Kỳ quân là gì? Chính là nhân số có hạn. Chân chính mãn châu Bác Kỳ quân bất quá hơn 6 vạn kỵ nếu như quân đội minh triều có thể hơi không chịu thua kém một chút mỗi lần hợp chiến đều có thể giết chết mấy trăm bát kỳ quân sớm đem bát kỳ giết tuyệt chủng rồi nhưng bát kỳ quân vào buổi tối thật sự có thần trợ giúp mỗi lần đánh giặc với quân minh thường thường giết mấy vạn quân minh bản thân chỉ tổn thất mấy chục người cho dù sau khi mãn thanh nhập quan đã chiếm cứ toàn bộ thiên hạ tấn vương lý định quốc đại thắng ở hành dương một lần xử lý 7 nghìn kỳ quân liền sợ tới mức thuận trị hoàng đế muốn từ Bắc Kinh rút về Đông Bắc. Cũng không phải thuận trị hoàng đế sợ, mà là mãn châu nhân khẩu cơ số quá ít, bọn họ tiêu hao không nổi. Đa nhĩ cũng dẫn quân chủ động rút lui. Quân Quang Ninh rút cục vọt vào trong cầu hao thủy, cứu ra lưu tượng thăng cả người bị thương. Lúc này ba ngàn thiên hùng quân chỉ còn lại không đến tám trăm người, vả lại mỗi người đều mang thương tích. Nếu quân Quang Ninh đến chậm một bước, Lưu tượng thăng sẽ anh dũng tuẫn quốc. Chương 4 Thứ 9 Mạnh tướng Chỗ đỡ không phải chủ trương định bên cạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Hạo cũng không biết video của mình tại Minh Triều Vị Diện dẫn phát chấn động cùng thay đổi lớn như thế. Chu Nguyên Chương khen thưởng ngươi một ngàn lượng hoàng kim, cộng thêm hai bức tranh chữ Tô Đông Pha. Mời tiếp nhận. Đinh. Chu Lệ khen thưởng ngươi một ngàn cân phỉ thúy, cộng thêm năm món đồ sứ nguyên thanh hoa mời tiếp nhận nhấn nút tiếp nhận một đống đồ đột nhiên xuất hiện trên giường lý hạo hoàng kim tranh chữ băng chủng phỉ thúy cùng với năm kiện hoàng mỹ không tì vết đồ sứ quả thực lóe mù mắt lý hạo gửi rồi thật sự phát rồi lý hạo kích động ở trong phòng trọ phát ra một tiếng sói tru con mẹ nó chỉ chớp mắt đã hoàn thành mười mấy mục tiêu nhỏ vàng và phỉ thúy còn chưa tính. Mấu chốt là đồ sứ nguyên thanh hoa, đây chính là đồ sứ hiếm thấy mỗi món đều có giá trị trên trăm triệu. Bởi vì số lượng tồn tại quá ít. Về phần tranh chữ của Tô Đông Pha, tuy rằng đáng giá hơn, nhưng Lý Hạo tuyệt đối sẽ không bán bên ngoài. Đây chính là văn vật cấp quốc bảo. Có những phần thưởng này, nếu là dựa theo tiêu chuẩn sinh hoạt trạch nam bình thường, trên cơ bản 10 đời cũng tiêu không hết số tiền này. Mặc dù có nhiều lễ vật như vậy, Lý Hạo vẫn đợi một lát, xem Sùng Trinh có khen thưởng mình hay không. Dù sao lòng người không đủ mà. Đợi một hồi lâu, lại không nhận được gợi ý khen thưởng của Sùng Trinh. Quên đi, trong kho của Hoàng đế Sùng Trinh nghèo đến nỗi chỉ còn chuột, đoán chừng muốn khen thưởng cũng không tìm được lễ vật. Lý Hạo rất trọng lượng tha thứ cho Hoàng đế Sùng Trinh không hiểu chuyện, lập tức không ngừng cố gắng, lại một lần nữa dấn thân vào trong sáng tác. Mười đại mảnh tướng trong lịch sử, vị trí thứ chín động tác balancer forster tên chiếc, Tào Tháo, vừa nhìn thấy chữ kia, ta còn tưởng rằng là Trương Văn Viễn. Trương Phi, làm ta giật mình. Ta cho rằng lão Trương ta xếp hạng thấp như vậy. Chu Nguyên Chương gật đầu, tên này quả thật dũng mãnh vô địch. Nếu không phải một mũi tên của Thường Thập Vạn, lão Chu ta rất có thể sẽ trở thành đậu kiến đức thứ hai. Vị diện cuối cùng của Tùy Đầu kiến đức vừa mới vào vị trí hạ vương nhìn bình luận của Chu Nguyên Chương, trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi thật to. Trong lời nói của Chu Nguyên Chương hình như có chuyện xưa a. À? Bàn điểm văn bản tiếp tục. Trương Định Biên, người Hồ Bắc Thiện Dương, xuất thân ngư dân nghèo khổ. Cùng kiêu hùng Trần Hữu Lượng xuất thân nghèo khổ chính là bạn nối khố. Năm 1360, Trần Hữu Lượng giết từ Thọ Huy, khi thành lập chính quyền Trần Hán, Trương Định Biên làm thống binh Thái Úy năm 1361, Trương Định Biên đánh hạ trọng trấn An Khánh dưới sự quản hạt của Chu Nguyên Chương. Năm 1363, Trương Định Biên tái khắc Chu Chi Nhiêu Châu. Cùng năm đó, chính quyền Trần Hán và chính quyền Chu Minh triển khai đại quyết chiến ở Hồ Bà Dương. Đây là một cuộc hội chiến giữa các đại binh đoàn, hai bên mỗi bên xuất động hơn 10 vạn tinh binh. Ai thắng, người đó có thể toàn bộ theo Giang Nam. Trong lúc ác chiến, Trương Định Biên điều khiển một chiếc kỳ hạm của mình, xông thẳng vào kỳ hạm của Trung quân Chu Nguyên Chương, cố gắng lấy thủ cấp Chu Nguyên Chương trong trăm vạn quân. Chu Nguyên Chương trị quân nghiêm ngặt nhất, quân minh nhanh chóng phản ứng lại, khi Trương Định Biên vọt tới trung quân đã bị hơn 30 chiến hạm quân minh vây quanh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trương Định Biên sắp bó tay chịu trói lúc, Trương Định Biên bắt đầu chính mình trong cuộc đời đỉnh cao nhất biểu diễn hắn chẳng những phá vòng vây từ hơn 30 chiến hạm quân minh mà ra, còn trước sau chém giết hàng thành dưới trướng Chu Nguyên Chương, Tống Quý, Trần Triệu Tiên và các đại tướng, mạnh mẽ mở ra một con đường máu trong hơn 10 vạn quân minh, lao thẳng vào Chu Nguyên Chương ở hậu quân. Trương Định Biên cầm trường kiếm lao thẳng tới Chu Nguyên Chương. Chỉ cách nhau có mấy chục bước, anh hùng cứu vớt Chu Nguyên Chương xuất hiện. Không ai khác, chính là thường ngộ xuân tiếng tâm lừng lẫy, thường thập vạn thường ngộ xuân một mũi tên bắn trúng trán trương định biên suýt nữa làm cho lão trương quán chết trương định biên vô lực chống đỡ chỉ có thể ôm hận rời khỏi chiến đấu ngày hôm sau song phương tái chiến ông trời nổi một trận gió thường ngộ xuân phóng hỏa tinh binh của trần hữu lượng toàn quân bị tiêu diệt trần hữu lượng cũng trúng tên mà chết văn lầm lẫn giả dối giả dối năm năm mươi chín tuổi trương định biên vẫn có thể giết mảnh hổ trong tay tây sơn có thể thấy được nó mạnh tới trình độ nào. Làm tăng mấy chục năm, Trương Định Biên tự học y thuật, người sống vô số. Buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật, có thể nói là vô cùng phù hợp với cuộc đời của Trương Định Biên. Khi đến đây, video xuất hiện. Một tiểu tử ngư dân nghèo khổ, đi theo đại ca kết nghĩa trần hữu lượng của mình, thừa cơ nổi lên trong phong trào khởi nghĩa nông dân cuối thời nguyên, thành tựu uy danh của mình trong nhiều cuộc huyết chiến. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá trước cuộc chiến ở long loan trương định biên vẫn khổ khuyên trần hữu lượng cẩn thận khang mậu mới có lừa trần hữu lượng lại khư khư cố chấp liền thảm bại ở long loan chẳng những bỏ lỡ cơ hội đánh hạ hang ổ của chu nguyên chương còn tặng không cho chu nguyên chương ba vạn tù binh cộng thêm hơn trăm chiếc chiến thuyền cỡ lớn để cho chu nguyên chương cũng có được thủy quân cường đại cuộc chiến hồ thái dương Trương Định Biên lấy một chiếc chiến thuyền hoành hành trong mấy trăm chiến thuyền của quân Minh, tự như Triệu Tử Long ở trường Phản Pha, không ai có thể ngăn cản. Đại tướng quân Minh lần lượt tiến lên, lại lần lượt bị hắn giết chết hoặc đánh bại. Căn bản không có Trương Định Biên nhất hợp chi địch. Thẳng đến thường ngộ xuân ngày đó ngoại phi tiên một tiễn, định chỉ hắn thiên thần hạ phàm biểu diễn. Trương Định Biên muốn làm Triệu Tử Long, đáng tiếc Chu Nguyên Chương lại không phải tào tháo. Ngoại âm nhìn chung kiếp sống chiến đấu ngắn ngủi của Trương Định Biên, người này có thể nói là hữu dũng hữu mưu. Nhưng không phải nhân chủ, đối mặt địch nhân lại là Trung Nguyên Chương Thiên Cổ Nhất Đế, thất bại cũng là lẽ đương nhiên. Luận chiến tích, hắn so ra kém lưu tượng thăng. Nhưng luận cá nhân dũng mãnh nên ở trên lưu tượng thăng. Cho nên mới liệt hắn vào vị trí thứ 9 trong thập đại mảnh tướng thiên cổ. Kết thúc kiểm kê video doanh chính nhìn lâu thuyền chiến hạm cực kỳ cao lớn của sông phương thủy chiến thập phần hâm mộ nói nếu đại tần ta cũng có chiến thuyền bực này từ phút nhất định có thể đi xa biển rộng ở bồng lai tiên đảo thay trẫm tìm được trường sinh bất tử dược a trinh quán vị diện lúc này cao cú lệ chưa bị diệt lý thế dân ra lệnh cho đám người phòng huyền linh đốc thúc công bộ chế tạo loại chiến hạm này để từ trên biển tấn công cao cú lệ tranh thủ đem cao cú lệ đánh không chết tiểu cường nhất cử diệt quốc nam tống hoàng thiên đảng đem kim ngột thuật chặn đến ngã ba bên trong hàng thế trung chứng kiến trương định biên xuất lĩnh chiến thuyền xung phong tràn diện thập phần bội phục nói tên này so với ta dội hàng ngũ còn muốn mảnh a à? lương hồng ngọc tiến ngôn nói phu quân không bằng rèn sắt khi còn nóng dẫn quân lao thẳng tới hoàng thiên đảng cũng tới trăm vạn quân lấy kim ngột thuật thủ cấp chẳng phải cũng là thiên cổ lưu danh chuyện tốt hàng thế trung suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra Kim Ngột thuộc dưới trướng mạnh tướng duệ tốt rất nhiều, nếu là cường công, quân ta tổn thương tất chúng. Dù sao hắn đã bị chúng ta ngăn chặn, trốn không thoát rồi. Vậy hắn thời gian hai tháng, chết đói hắn hơn phân nửa binh lính, liền có thể không tốn nhiều sức bắt được tên này. Tổng đốc tỉnh tiểu Nhật Bản Phạm Văn Hổ. Đáng tiếc. Nếu ta có trương định biên am hiểu thủy chiến như vậy, đã sớm để cho hoàng đế oa quốc sự ấm giường cho ta rồi hồng vũ vị diện chu nguyên chương có chút đắc ý nói với mã hoàng hậu mùi tử xem ra tiên nhân chế tác bản xếp hạng này cũng tán thành chúng ta nha ta còn lo lắng hắn kiểm kê đến trương định biên lúc còn có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại hồ thái dương đại chiến thời kỳ đó đâu hiện tại xem ra hắn không có xem ra hắn cũng không thích tên quỷ quyệt trần hữu lượng kia ha ha mã tú anh cười nói trọng bác ngươi là một hoàng đế tốt vì dân làm chủ. Tiên nhân đương nhiên tán thành ngươi. Chu Nguyên Chương đột nhiên thu lại nụ cười, mùi tử, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện rất kỳ quái. Vừa rồi ở trên màn ảnh, ta tự hồ nhìn thấy lệ nhi tự xưng là Đại Minh Thái Tông. Có tiêu nhi của chúng ta ở đây, tiểu tử lệ nhi này làm sao có thể trở thành Minh Thái Tông được? Chẳng lẽ? Chu lệ ở Bắc Bình xa xôi đột nhiên hắt hơi một cái ai đang nhắc đến tôi? Mà ở trong Linh Nguyên Sơn, Trương Định khoát tăng y ngẩn đầu nhìn lên ánh sáng trên đỉnh đầu, ánh mắt chớp động, tự hồ lại nhớ lại chuyện cũ kim qua thiết mã. Cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng thản nhiên thở dài, mang theo quốc thuốc, đi tới Tây Hà Sơn xử lý ruộng thuốc. Công danh lợi lộc, bất quá đều là mây khói thoảng qua. Ai có thể nói Trương Định biên hắn nhất định bất hạnh hơn các danh tướng đại soái dưới tay lão chu chứ? Thỏ không chết, chó săn nấu a à. lượng phát video này của trương định biên rõ ràng so ra kém lưu tượng thăng lý hạo suy nghĩ một chút hoài nghi là hai nguyên nhân này thứ nhất là chiến tích của trương định biên quá ít không đủ vang dội thứ hai còn lại là trương định biên địch nhân chính là hồng vũ đại đế từ xưa được quốc chính nhất khai quốc hoàng đế đồng thời cũng là nhất được lòng dân hoàng đế lý hạo vốn tưởng rằng video này sẽ không đạt được phần thưởng gì không nghĩ tới sau khi kết thúc kiểm kê video, rất nhanh lại nhận được hai phần thưởng. Đinh Chu Nguyên Chương khen thưởng Ngọc Tỷ của Trần Hữu Lượng chính quyền Trần Hán. Mời nhận Đinh Trương Định Biên khen thưởng Ngọc Tỷ của Từ Thọ Huy chính quyền Thiên Hoàng. Mời nhận Trên giường nhanh chóng xuất hiện hai khối Ngọc Tỷ. Lý Hạo cầm một khối Ngọc Tỷ nhìn kỹ một chút, hắn đối với Ngọc không thế nào hiểu rõ, nhưng biết cho dù bất kể tư liệu lịch sử giá trị chỉ bằng vào này hai khối đỉnh cấp ngọc thạch chất liệu ít nhất cũng giá trị ngàn vạn tuy rằng không thể so sánh với ngọc tỷ truyền quốc chân chính nhưng coi như là lễ vật không tồi còn muốn xe đạp gì nữa muốn nhiều thứ tốt hơn hay là muốn làm ra video được hoan nghênh hơn a à? nếu đã kiểm kê được trương định biên như vậy làm sao có thể thiếu một mũi tên bắn lật thường thập vạn của trương định biên chứ Mười vị tướng mạnh nhất lịch sử đứng thứ tám, hoành hành thiên hạ thường ngộ xuân, chu Nguyên chương nhìn thấy thường ngộ xuân tên xuất hiện ở trong màn sáng, ngược lại có chút thất vọng mà nói một tiếng, khai bình vương bài danh vậy mà như vậy gần cuối sao. chu Tiêu thì cười nói, cha, đây chính là mười người được chọn ra trong mấy ngàn năm lịch sử. Khai bình vương có thể lên bảng, chính là chuyện đáng ăn mừng. Hơn nữa khai bình vương cũng không phải mảnh tướng đơn thuần. Con xem bản xếp hạng video này dường như rất coi trọng chiến tích solo. Chu Nguyên Chương gật đầu, có chút thất vọng nói, đáng tiếc Khai Bình Vương đã qua đời 7-8 năm, không có duyên xem video này. Lam Ngọc Tỷ Phu Uy Vũ Thường Mậu Cha Uy Vũ Chương 5 Thứ 8 Mảnh Tướng Hoành hành thiên hạ thường 100 Không 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 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Làm bắt đầu một cái chén kết cục kim loan điện khai quốc đế vương minh thái tổ chu nguyên chương dưới trướng tinh binh mảnh tướng nhiều không đến xuể trong đó càng có bốn tên mảnh tướng nổi tiếng nếu luận võ nghệ cao nhất cường giả chính là kiếm khách hoa vân nhất nhân nhất kiếm trấn chuẩn tây hoa vân dùng lực lượng một người hai lần giết sạch mấy trăm đạo phỉ cướp đường có thể nói là tồn tại không thể tưởng tượng nổi nếu luận về lập tức đại thương thuật thì thuộc về cháu ngoại thái tổ lý văn trung chỉ cần cho hắn lên ngựa, sách thương lên, có thể nói là thiên hạ vô địch. Nếu luận kim cư hoa vân cùng Lý Văn Trung hai người trưởng giả, thì là thường thắng tướng quân Phó Hữu Đức. Phó Hữu Đức lĩnh binh đánh trận, cũng là chưa từng thất bại. Nhưng nếu luận mãnh liệt nhất số một mãnh tướng, đương nhiên không phải đại danh đỉnh đỉnh khai bình vương, thường ngộ xuân không ai khác. Kim Lân Há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Tại gặp được Chu Nguyên chương trước, thường ngộ xuân chỉ là một cái vào nhà cướp của lục lâm cường đạo, tuyệt không hiển sơn lộ thủy. Nhưng sau khi đầu nhập vào Trung nguyên chương, lại giống như tuệ tinh cuộc khởi vào cuối thời nguyên, trở thành khai bình vương bách chiến bách thắng chưa từng thất bại. Hắn từng tuyên bố, ta đem 10 vạn người, có thể hoành hành thiên hạ. Cho nên người trong thiên hạ còn gọi hắn là thường thập vạn. Thường Ngộ Xuân đánh trận đặc điểm lớn nhất chính là dũng mạnh giám chiến. Năm 1355, Chu Nguyên Chương vượt sông xuôi Nam, tấn công phủ ứng thiên. Trong cuộc chiến hái đá kia, gặp phải sự ngăn chặn ngoan cường của nguyên soái thủy quân triều nguyên mang tử hải nha. Khi hai bên dặn có không dứt, thường ngộ xuân lái một chiếc thuyền nhỏ, tay cầm trường thương, mạo hiểm mưa tên ngập trời của quân nguyên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vọt tới bờ bên kia. Sau khi lên bờ, thường ngộ xuân mỗi người một thương, ở trong đội ngũ nguyên quân tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, giết đến mấy ngàn nguyên quân sĩ khí xuống thấp, cuối cùng toàn quân tan tác. Trong cuộc chiến quyết định Giang Nam thuộc về Hồ Bà Dương, Thường Ngộ Xuân lại dùng một mũi tên như thiên ngoại phi tiên bắn bị thương Trương Định Biên, giải cứu Chu Nguyên Chương đang gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau mượn gió phóng hỏa, vẫn là Thường Ngộ Xuân tự mình dẫn thuyền nhỏ xung phong phía trước. Chu Nguyên Chương từng khen ngợi hắn. Làm trăm vạn người, phá phong hãm duệ, không ai bằng phó tướng quân sau khi bình định Giang Nam, Chu Nguyên chương cử sư bắt phạt. Quân Minh và quân Nguyên gặp nhau ở tháp Nhi Hoa. Đối mặt với mấy vạn thiết kỵ quân Nguyên, quân Minh có vẻ sợ hãi. Thường Ngộ Xuân phát hiện lòng quân bất ổn, liền một mình xông thẳng nguyên quân đại trận, chém giết hai gã nguyên quân ít tướng, đem đầu ném ở quân Minh trận tiền, tung hô lớn, thiết kỵ thác lỗ chỉ có hư danh, không chịu nổi một kích, chúng tướng theo ta xông trận. Sĩ khí quân Minh đại chấn, liền nhất cử đánh bại quân Nguyên, xoay chuyển hoàn cảnh xấu về tâm lý đối với thiết kỵ quân Nguyên. Từ nay về sau liên chiến thắng liên tiếp, quân Nguyên trong gió không gì cản nổi. Năm 1368, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân đánh hạ Nguyên Đại đô. Tòa trọng trấn phương Bắc lệ thuộc chính quyền dị tộc hơn 400 năm này rốt cục bị người Hán nhất cử đánh hạ. Đổi tên thành Bắc Bình phủ. 1369 năm, Thường Ngộ Xuân một mình lĩnh quân lần nữa đánh hạ Bắc Bình Phủ, đem trở về Bắc Bình Phủ Nguyên Thuận để thẳng đuổi đến Mông Cổ Đại Thảo Nguyên. Cũng vào tháng 3 đánh chiếm Bình Phủ, tiêu diệt toàn bộ ba vạn quân Nguyên. Trên đường hồi sư, bạo tốt ở Liễu Hà Xuyên, quanh năm 40 tuổi. Xuân về làm thơ tưởng nhớ Xuân về. Ngô Hữu Thiên Hành sinh thiết thủy, bình sinh bất vi nhi nữ khóc. Hôm qua chợt nghe thường công qua đời, lệ rơi càng không thảo một ước nhìn chung thường ngộ xuân chinh chiến kiếp sống, có thể nói bách chiến bách thắng, chưa hẳn thất bại. Duy nhất làm người lên án, còn lại là thường ngộ xuân có sát hàng cùng đồ thành vết nhơ, thế cho nên chu Nguyên Chương không thể không cố ý điểm tỉnh hắn, phá thành sau không nên loạn giết người. Mặc dù Mỹ Ngọc có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Khai Bình Vương thường ngộ xuân chinh chiến nửa đời, vì thái tổ tiền khu, trục xuất giặc thác, khai Trung Hoa Thái Bình là lấy đánh giá là thiên cổ thập đại mảnh tướng thứ 8. Chữ viết kiểm kê đến đây, video hiện lên. Trận qua ri thường ngộ xuân một mình lái thuyền nhỏ, thẳng tắp bờ nam. Quân nguyên trên bờ lấy trường thương đâm loạn, khiến hắn không thể tới gần. Cách bờ còn hai ba trường, thường ngộ xuân đột nhiên lấy trường thương trong tay cùng trường thương nguyên quân xoắn lại, thân thể mượn lực bay lên, tự như một con chim lớn, lăn không bay lên, nhảy thẳng lên bờ sau đó hắn cầm trường thương trong tay, đại khai đại hợp, lại đem đại đội nguyên quân dết đến liên tiếp bại lui. Cuối cùng quân Minh đồng loạt xông lên, quân Nguyên sụp đổ. Trận Hồ Bà Dương Thường ngộ xuân một mũi tên bắn lật trương định biên, cứu lão chu trong lúc nguy nan. Cuộc chiến tháp nhi qua Đối mặt với thiết kỷ mấy vạn nguyên quân ô vân áp thành, quân Minh có thế trận tuyến bất ổn. Thường ngộ xuân nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức đơn kỵ chạy ra mạo hiểm mưa tên, vọt tới tiền trận quân nguyên. Trường qua vung lên, chém xuống đầu hai gã nguyên quân ít tướng, không đợi đầu rơi xuống đất, lập tức một tay cua lấy, chạy về bản trận. Một loạt động tác này tựa như nước chảy mây trôi. Đối mặt với thường ngộ xuân dũng mãnh phi thường như thế, thiết kỵ quân nguyên cũng không dám đuổi theo. Trên màn ảnh rõ ràng, bộ dáng mấy vạn nguyên quân trố mắt nhìn thẳng, khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Khai bình vương chân thần nhân các đời tướng lĩnh người hán nhìn thấy dáng người anh dũng của thường ngộ xuân nhất kỵ đương thiên đều lớn tiếng khen ngợi quan vũ cái này thường ngộ xuân so với ta lão quan còn mảnh a thân pháp của hắn nhanh nhẹn cùng tử long có được so sánh a trương phi ta cảm thấy nhị ca quá khiêm tốn thường ngộ xuân mặc dù mạnh mẽ so với nhị ca hẳn là vẫn kém một chút trình Giảo kim khai bình vương dũng mãnh phi thường lão trình ta cam bái hà phong quý trì kính đức kim có thể đọ sức với khai bình vương vương ngạn chương khai bình vương tuy mạnh nhưng chưa chắc là đối thủ của ta lý tồn hiếu vương ngạn chương ngươi lại khoác lác có dám đánh một trận với ta không nhạc phi các vị tướng lĩnh thấy chưa chỉ cần nam nhi đại hán ta dám chiến thiết kỵ thác lỗ căn bản không chịu nổi một kích nhạc vân phụ thân yên tâm Ngày sau tái chiến kim binh con sẽ chặt đầu bốn viên kim tướng dân cho người mà những tướng lĩnh đế vương vương triều ngoại tộc mặc dù trong lòng cũng bội phục ngoài miệng lại tùy không phục kim ngọc thuật ta không phục tên này gặp phải kỵ binh du mục suy sụp nếu gặp thiết phù đồ của ta bảo đảm có tới không có về hoàng nhan trần hòa thượng thiết kỵ mông cổ khi nào thì trở nên như vậy sao không để cho ta gặp phải thiết kỵ mông cổ như vậy mệnh ta khổ a à. một đời thiên kiêu thiết một chân thì nổi trận lôi đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại để cho ta thiên hạ vô địch mông nguyên thiết kỵ biến thành một đám không có can đảm hạng người hốt tất liệt vừa mới đánh hạ lâm an thành khen một tiếng dũng mãnh phi thường của thường ngộ xuân nhìn trương hoàng phạm bên cạnh hỏi cửu bạc đô nếu gặp người này Người có thể lâm trận chém không trương hoàng phạm tin tưởng mười phần nói trong vòng mười hợp nhất định có thể chém đầu người này vũ trụ đại tướng quân hậu cảnh, hán cậu cũng có như vậy có thể đánh tướng lĩnh sao? Không phải là khoác lát đi. Vì cái gì ta gặp phải hán cậu tất cả đều không chịu nổi một kích đâu. Mộ Dung Thùy Bất quá là một mãn phu mà thôi. Hắn là vận khí tốt không gặp được ta. Bằng không, cũng sẽ bị ta một trận bắt sống. Nhiễm mẫn dũng mãnh gấp ba lần hắn, không giống nhau bị ta bắt sống. Thạch hổ con dê hai chân này quả thật có bản lĩnh. Bất quá cũng là hắn vận khí tốt, không gặp được ta, bằng không, khẳng định sẽ róc thịt hắn. Về video kiểm kê của Thường Ngộ Xuân, rõ ràng siêu cấp được hoan nghênh, lượng xem nhanh chóng vượt qua ngàn vạn, số bình luận cũng vượt qua ngàn vạn. Lý Hạo tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện trong lịch sử phạm là tướng lĩnh có chút danh tiếng cơ hội đều phát biểu bình luận. Người khen chiếm đa số, người gián chức cũng có điều này nằm trong dự liệu của lý hạo không ai có thể được chào đón bởi tất cả mọi người đừng nói khai bình vương thường gặp xuân ngay cả minh thái tổ chu nguyên chương cũng có người thích có người mắng đinh ngươi nhận được bội kiếm mà chu nguyên chương khen thưởng mời tra thu đinh ngươi nhận được một thanh ngọc kiếm mà vợ chồng chu tiêu khen thưởng mời tra thu đinh ngươi nhận được một thanh yêu đao khai bình vương do trịnh quốc công thường mậu khen thưởng mời tra thu đinh ngươi nhận được khai quốc công thường thăng khen thưởng khai bình vương thường dùng đại thương một cây thỉnh tra thu đinh đinh đinh, đinh. rất nhiều danh nhân lịch sử thích khai bình vương đều khen thưởng lý hạo đáng tiếc lễ vật phần lớn là vũ khí trong phòng lý hạo nhanh chóng chất đầy đủ các loại vũ khí có một số là mang vỏ có một số là không mang vỏ vô luận là mang vỏ hay không mang vỏ mặt lưỡi đều tối sầm lại vừa nhìn đều là lời khí uống đủ máu người nhiệt độ trong phòng trọ đột nhiên giảm xuống vài độ hiển nhiên là sát khí gây nên lý hạo bối rối những người khen thưởng này quá không chính cống ta kiểm kê võ tướng cũng không có nghĩa là ta chính là võ tướng a tôi là người sinh ra trong thái bình thịnh thế hơn nữa những vũ khí này đều bị cấm đánh thưởng cho ta nhiều vũ khí cấm như vậy đây đâu phải là khen thưởng cho ta đây là muốn đưa ta đi vào a à? không được tôi sẽ tìm cách loại bỏ những thứ này ngoại trừ thanh ngọc kiếm mà vợ chồng chu tiêu khen thưởng kia có thể giữ lại những thứ khác đều phải xử lý hết lấy ra đi bán là tuyệt đối không được tất cả đều là đồ cổ và sẽ bị kết án hiến cho viện bảo tàng cũng không được lai lịch không rõ tôi sẽ bị coi là mô kim giáo úy bắt lại hệ thống người thu hồi vũ khí sao cởi chuông còn cần người buộc chuông lý hạo lần nữa tiến vào cái kia thần bí không gian hỏi thăm cái kia thần bí hệ thống tái chế bất kỳ phần thưởng nào mà nhà sản xuất video nhận được hệ thống sẽ thu hồi với giá cao nhất trên thị trường hiện tại thật tốt quá lý hạo suy nghĩ một chút đem bội kiếm mà Chu Nguyên Chương khen thưởng và thanh ngọc kiếm mà vợ chồng Chu Tiêu khen thưởng lưu lại, lại đem một quả thiết thương mà nhạc phi nguyên soái hắn thích nhất tặng lại, sau đó liền nói cho hệ thống. Được rồi, ngươi có thể thu hồi. Hồng quang chợt lóe, vũ khí rực rỡ muôn màu lập tức biến mất. Sau đó điện thoại di động của Lý Hạo nhận được một tin nhắn nhập tiền. Tài khoản lịch sử chư thiên chuyển sang tài khoản 666 là 23689670 không tệ số dư là 23689671, 83 tệ. Lý Hạo cẩn thận đến một chút, mới phát hiện đống binh khí này dĩ nhiên trực tiếp làm cho mình từ cái nguyên hộ biến thành ngàn vàng phú ông. Tuyệt! Lý Hạo hung hăng vung nắm đấm lên trần nhà, có hệ thống là tốt rồi. Dây làm giàu, dây làm giàu. Lúc này bụng Lý Hạo lại phát ra kháng nghị mãnh liệt với hắn. Gô luôn. Lý Hạo nhìn thoáng qua căn phòng trọ chật chội, nhanh chóng đưa ra một quyết định. Khang soái phó, lão tử tuyệt đối không ăn. Hiện tại ra ngoài, trước tiên ra bữa tiệc lớn, sau đó đi mua nhà, mua xe, mua vợ. Bởi vì lo lắng mấy món trân bảo trong phòng bị trộm mượn gió dắt dê, Lý Hạo cố ý đem chúng nó còn có máy tính kia tất cả đều thu vào không gian hệ thống. Anh quyết định ăn một bữa lẩu lớn. Hơn nữa còn không phải tự mình giúp đỡ. Chương 6 Sùng Trinh Hoàng đế khen thưởng cùng hệ thống ban thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Ta tẩy tủy đang đều ăn, vậy mà mới không chấm 7 cấp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đang dược vào miệng liền tan. Biến thành một dòng nước ấm tiến vào vị trí đang điền, theo đó lại chạy khắp nơi. Cảm giác này đặc biệt thoải mái lý hạo nhìn không được hừ hừ đáng tiếc còn không đợi hắn thoải mái xong tứ chi bách hài đồng loạt truyền đến đau đớn như khoan tim lý hạo ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra trước mắt tối sầm ngất xỉu trên mặt đất sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên của lý hạo chính là mùi hôi mà loại mùi hôi thối này chính là từ bề mặt thân thể hắn tản mát ra chết tiệt đây là tình huống gì chẳng lẽ lão tử đã chết đến bốc mùi rồi sao Cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên người mình, vô luận là quần áo hay là làn da, tất cả đều dính một tầng vết bẩn vừa đen vừa ngấy. Lý Hạo thích xem Huyền Huyễn văn nhất thời hiểu được, hắn không có chết, chỉ là bị tẩy tủy đang đem toàn bộ độc tố trong cơ thể ép ra, cho nên mới thối đến lợi hại như vậy. Lý Hạo chạy vào toilet, dùng trọn một khối xà phòng, mới đem chính mình rửa sạch sẽ, toàn thân tản ra mùi xà phòng thơm ngát. Sau đó, một cảm giác mãnh liệt khác lại tập kích vào trong lòng. Đó là, đói. 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 Nếu như nói vừa rồi Lý Hạo chỉ là cảm thấy có chút đói, hiện tại thì như sống lại quỷ đói, nhìn thấy trên mặt đất cứt chó đều muốn gặm một miếng. Lý Hạo chạy như bay xuống lầu. Vừa chạy Lý Hạo mới phát hiện tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả gió. Năm tầng cầu thang, hắn chỉ dùng không đến 10 giây liền chạy xong nhảy dựng lên tại chỗ, thế nhưng nhảy ra xa hơn một trượng. Đây là lực lượng và độ nhanh nhẹn gấp 5 lần người thường sao. Lý Hạo nhếch miệng cười ha hả. Thích. Hắn nhanh chóng một lần nữa kiểm tra số liệu thân thể của mình, phát hiện các hạng số liệu thật sự tăng lên rất nhiều. Ký chủ. Lý Hạo. Nam, 25 tuổi. Các số liệu cơ thể như sau. Trí thông minh. 84 trên 100 EU. Thể lực. 90, điểm tối đa là 100. EU. Agili. 92 trên 100 EU. Khả năng chiến đấu. 75 trên 100 EU. Mức độ kiên cố của thân thể. 65, tối đa là 300. EU. Tinh thần lực. 80, điểm tối đa là 300. EU. Sức khỏe. 85 trên 100 EU. Đánh giá tổng hợp. Cấp 0,7. Ta đi. Ta hiện tại mạnh như vậy, vậy mà còn chưa đạt tới cấp 1. Xem ra hệ thống này có chút ngưu bức ha. Lý Hạo trong lòng thầm sản khoái. Bất quá còn chưa sản khoái xong, hắn đã đói đến choáng váng mắt sau kim. Đối diện đi tới một mỹ nữ lắc lư, hắn lại nhìn thành hai cái bánh bao trắng ảo giác này làm hắn giật nảy mình. Hắn cũng bất chấp tìm kiếm quán lẩu gì, vội vàng bước chân lục thân không nhận, vọt vào một quán ăn nhanh gần đó. Các loại đồ ăn nhiệt lượng cao bưng lên, Lý Hạo bắt đầu ăn như hổ đói. Liên tiếp ăn 10 phần thức ăn nhanh, trong bụng vẫn cảm thấy đói bụng. Lão tử đây là biến thành một con voi sao? Lý Hạo tự mình chăm chọc một câu, đang chuẩn bị gọi thêm 10 phần thức ăn nhanh, lại phát hiện toàn bộ tiềm thức ăn nhanh lặng ngắt như tờ, tất cả thực khách đang dùng ánh mắt nhìn quái vật đánh giá mình lý hạo ngượng ngùng cười cười bồi bàn trả tiền vì không muốn dọa đến những thực khách này lý hạo mới ăn non nửa no trực tiếp tính tiền rời đi sau đó lại đi vào một quán lẩu khác không phải tiệc buffet hiện tại lý hạo cũng là người có tiền không cần phải ăn khóc ông chủ để không gây chú ý lý hạo cố ý gọi một phòng riêng sau đó cầm thực đơn trực tiếp gọi một bàn đầy đồ ăn cứng. Hai giờ sau, Lý Hạo ăn uống no đủ đi ra khỏi khách sạn kia, phía sau lưu lại toàn bộ quán lẩu, lên tới quản lý, xuống tới ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn thấy quỷ đói đầu thai. Bất quá quản lý rất vui vẻ, tự mình đem Lý Hạo đưa đến cửa, còn cố ý cười nói, hoan nghênh lần sau quan lâm. Đến với ông nội ngươi. Lý Hạo thầm nghĩ trong lòng, một bữa ăn lão tử mấy ngàn tệ, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy hắn dù sao vừa mới trở thành người có tiền còn không thói quen loại này một bữa liền muốn ăn mấy ngàn khối tiêu phí phương thức nghĩ đến những ánh mắt ít thấy nhiều quái kia lý hạo không khỏi âm thầm cân nhắc có lẽ mình nên đổi một căn nhà lớn một chút thuê một bảo mẫu gì đó sau này chỉ ăn cơm ở nhà thứ nhất là vệ sinh thứ hai là sạch sẽ thứ ba là tiết kiệm tiền ký chủ xin yên tâm ngươi cũng không phải mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy lúc này hệ thống phát ra gợi ý ấm lòng à vậy có phải sau này lượng cơm tôi ăn sẽ giống như người thường không đương nhiên không phải về sau mỗi bữa em chỉ cần ăn lượng cơm của năm người là được vậy quên đi tôi ở nhà tự nấu cơm ăn đi lý hạo hướng hệ thống liếc mắt một cái quyết định về sau tự lực cánh sinh nghĩ đến phòng trọ ngay cả toilet cũng chỉ có mười mấy mét vuông lý hạo lập tức phục hồi tinh thần lại vẫn phải mua một căn nhà trước nhìn số dư trên thẻ khiến người ta muốn cười lý hạo tràn đầy sức mạnh muốn mua thì mua một căn nhà lớn ba ngàn vạn tiền mặt tuy rằng không tính là quá có tiền nhưng chỉ cần không mua biệt thự ở kim lăng thành mua cái năm phòng ngủ hai phòng khách nhà lớn vẫn là dư giả nói mua là mua dù sao video cũng không thể công bố quá thường xuyên để cho thẩm mỹ của các vị diện mệt mỏi lý hạo ngay cả phòng trọ cũng không trở về trực tiếp đến một tòa nhà mới mở gần đó xem phòng trước cửa một công ty bất động sản lớn lý hạo xuống xe taxi nghênh ngang đi vào xin chào tiên sinh xin hỏi anh cần mua nhà hay thuê nhà nữ nhân viên bán hàng bất động sản mặc đồ nghề lập tức tiến lên đón vừa đúng nụ cười thân thiết không hề bởi vì lý hạo ngồi xe taxi tới lại ăn mặc bình thường mà khinh thường hắn làm tiêu thụ bất động sản của tiểu khu cao cấp các cô đã quen nhìn người có tiền tính tình cổ quái đặc biệt là những người trẻ tuổi thích nhất là giả heo ăn thịt hổ lý hạo cũng không biết suy nghĩ trong lòng nhân viên bán bất động sản thập phần bình tĩnh nói hai chữ mua nhà mua nhà quả nhiên nữ nhân viên bán hàng ánh mắt sáng ngời trong lòng chăm chọc đồng thời tự động đem thái độ thân thiết tăng lên gấp ba lần Mời ngài ngồi, không biết yêu cầu cụ thể của ngài đối với phòng ở là gì? Ngân sách có lẽ là bao nhiêu? Toàn bộ tiền hay là thế chấp? Nhìn hóa đơn chờ bán của nữ môi giới, Lý Hạo hết sức bình tĩnh nói. Toàn bộ tiền. Dự toán sao? Khoảng 500 vạn đến 100 triệu là được. Tôi ở một mình, không ở được phòng quá lớn. Nữ nhân viên bán hàng hít một hơi khí lạnh, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường là nhân viên bán hàng của tiểu khu cao cấp các cô cũng gặp nhiều người có tiền nhưng cô ấy vẫn có một chút kích động bởi vì chỉ cần có thể làm được vụ làm ăn này nàng có thể nhận được một khoản trích phần trăm xa xỉ tốt tiên sinh mời ngài theo ta đến phòng khách quý đến chúng ta lại tỉ mỉ câu thông một chút đúng rồi tiên sinh họ gì tên tôi là hoàng phân tôi họ lý được lý tiên sinh chờ một chút tôi đi chuẩn bị tư liệu cho ngài hoàng phân ổn định lý hạo vội vàng ra cửa tìm đồng nghiệp mượn trà cao cấp điểm tâm cao cấp rất nhanh liền nâng một bình nước trà tản ra mùi thơm nhát cùng một địa điểm tâm cao cấp về tới trước mặt lý hạo xin lỗi để lý tiên sinh đợi lâu mời ngài dùng trà hoàng phân tươi cười rót cho lý hạo một ly trà xanh nói lý tiên sinh bởi vì dự toán của ngài tương đối sung túc cho nên bên tôi cũng sẽ đề cử cho ngài một ít phòng ở cao cấp. Tiểu khu chúng tôi còn dư lại mấy tòa biệt thự độc lập, khu vực vô cùng tốt, diện tích hơn 600 mét vuông, tổng giá trị từ 7.000 vạn đến 120 triệu. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, chúng tôi có thể đi thực địa xem phòng trước. Được rồi. Lý Tiên Sinh, anh ở đây chờ tôi một chút, tôi qua bên kia lái xe. Hy vọng anh đừng chê xe của tôi quá kém là được. Lý Hạo gãi gãi đầu, tôi ngay cả xe cũng không có. Sao có thể chê xe của anh kém chứ? Lý Tiên Sinh lại nói đùa. Hoàng Phân cười đi ra cửa, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc này vẫn còn giả bộ. Đây là thói quen giả nghèo sao? Chương 8 Mua nhà ngẫu nhiên gặp bạn học cũ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoàng Phân lái xe, đưa Lý Hạo đến khu biệt thự Bích Long Loan bên bờ sông lớn nơi đây tầm nhìn rộng rãi phong cảnh tuyệt đẹp đương nhiên giá nhà cũng thập phần ưu mỹ hoàng phân dẫn lý hạo đi xem ba biệt thự cuối cùng lý hạo cũng chọn được một bộ mà mình thấy vô cùng thoải mái đây là một biệt thự mô phỏng theo kiến trúc thời tống trong biệt thự chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông hoa viên bãi cỏ cầu nhỏ nước chảy cũng không thiếu rất có một cổ khí chất ưu nhã thiết bị trong phòng lại thập phần hiện đại cùng với cổ kính bên ngoài hình thành đối lập rõ ràng. Chính là cái này. Lý Hạo lập tức đánh nhịp. Lý Tiên Sinh thật tinh mắt. Đây chính là một tòa biệt thự tốt nhất Bích Long Loan A, ngươi xem vị trí địa lý này, vừa nhìn đã biết là trung tâm của mắt phong thủy. Làm ăn thành công, Hoàng Phân tự nhiên vô cùng vui vẻ. Cô dẫn Lý Hạo ra khỏi biệt thự, vừa tân bốc ánh mắt Lý Hạo, vừa chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trung tâm tiêu thụ làm thủ tục mới vừa đi ra biệt thự một chiếc màu đỏ ferrari chạy tới đã lái qua hai người rồi lại chậm rãi lui về phía sau dừng ở hai người phía sau lý hạo hả nghe thấy có người gọi mình lý hạo khẽ quay đầu một nữ nhân trẻ tuổi dáng người nóng bỏng mi mục như họa đi về phía hắn lý hạo trong nháy mắt liền nhận ra nữ nhân này là ai hắn thử thăm dò hỏi một câu trần hương nhã đúng vậy không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta. Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được em. Lý Hạo nhìn Trần Hương Nhã, vừa cười vừa nói. Những lời này chủ ý hẳn là rất thâm tình, ngữ khí Lý Hạo lại lộ ra ý tứ tự dễu. Lý do rất đơn giản, Trần Hương Nhã là bạn học thời đại học của anh, cũng là tình nhân trong mộng kiên trì bền bị 4 năm đại học của anh. Tất nhiên rồi. Lý Hạo vẫn luôn không dám thổ lộ với Trần Hương Nhã bởi vì anh tốt nghiệp là con nhà nông thất nghiệp trần hương nhã lại xuất thân từ gia đình cự phú chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn hơn nữa trần hương nhã đối với lý hạo cho tới bây giờ cũng không giả mạo thổ lộ chỉ biết tự rước lấy nhục có lẽ bây giờ mình có tư cách thổ lộ với cô rồi tuy rằng khẳng định vẫn là so ra kém nạn cái này kim lăng châu báu đại vương của cải nhưng có bàn tay vàng muốn vượt qua trần gia cũng là sắp tới chuyện những lời này của Lý Hạo làm cho Trần Hương Nhã sửng sốt một chút. Nàng có chút tò mò hỏi, bạn học cũ, không phải cậu cũng từng thầm mến tớ đấy chứ? Đúng vậy. Lý Hạo không chút kiên kỵ. Tiểu thư nhà giàu xinh đẹp như cô, nếu người đàn ông nào không thầm mến cô, ngược lại có chút không bình thường. Ha ha. Trần Hương Nhã cười khẽ một tiếng, vén tóc bên tai, bất động thanh sắc chuyển đề tài đi. Lý Hạo cảm giác là chính xác trần hương nhã quả thật đối với hắn không có nửa điểm cảm giác nếu không phải bọn họ từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp đều là bạn học cùng lớp nói không chừng trần hương nhã căn bản là không nhớ được hắn đúng rồi bạn học cũ cậu tới bích long loan làm gì chẳng lẽ là mua nhà sao đúng vậy toàn bộ tiền sao ừ xem ra ngươi phát tài rồi phát tài rồi tiểu tài có thể mua không nổi biệt thự nơi này trần hương nhã nhìn lý hạo thật sâu chỉ vào một biệt thự cách đó không xa nói nơi đó là chỗ tôi ở xem ra chúng ta sắp thành hàng xóm rồi hy vọng sau này qua lại nhiều hơn lý hạo cười nói nhất định sẽ như vậy nếu có cơ hội trần hương nhã lái ferrari rời đi lái ra ngoài mấy chục mét trần hương nhã còn nhìn thoáng qua lý hạo qua kính chiếu hậu cũng không phải đối với lý hạo có ý nghĩ gì là con gái một của cự phú Kim Lăng, Lý Hạo mua biệt thự còn chưa đủ để cho cô động tâm. Nhưng trong lòng cô tràn ngập tò mò với Lý Hạo. Cô nhớ rõ Lý Hạo xuất thân nông gia, năm ngoái khi học lớp, Lý Hạo nói mình làm quản lý sản phẩm ở một nhà máy, còn dẫn tới một đám bạn học tương đối khá cười nhạo. Lúc này mới qua không đến một năm, Lý Hạo đã có thể mua biệt thự trị giá gần trăm triệu. Nữ nhân đều có một trái tim bác quái hừng hực thiêu đốt trần hương nhã đương nhiên cũng không ngoại lệ nàng rất muốn biết rõ ràng lý hạo rốt cuộc làm nghề gì vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền cá muối biến thành cá voi lý hạo thấy trần hương nhã đi xa mới tò mò hỏi hoàng phân một câu cô hoàng cô ấy cũng mua nhà ở chỗ cô sao hoàng phân suy nghĩ một chút mới không xác định nói chắc là vậy nhưng tuyệt đối không phải tôi vị này là con gái duy nhất của đại vương châu báu kim lăng trần đại cương lúc đến mua biệt thự là do tổng giám đốc bất động sản chúng tôi đích thân tiếp đãi xem ra ta còn chưa đủ có tiền a à? lý hạo ung dung nói một câu đồng thời hà quyết tâm sau khi mua căn biệt thự này lập tức động thủ các nối biên tập video tiếp theo mọi thứ tiếp theo sẽ đơn giản trở lại trung tâm bất động sản tổng giám đốc tự mình tiếp đãi lý hạo cũng dùng tốc độ nhanh nhất làm xong tất cả thủ tục sang tên nhà mới cho lý hạo chỉ chưa đầy một giờ lý hạo trở thành chủ nhân mới của biệt thự cầm giấy chứng nhận bất động sản mới tin trong tay lý hạo cảm giác như đang mơ ngày hôm qua hắn còn đang rầu rĩ cái kia gian phòng trọ tiền thuê nhà đi nơi nào gom đâu rồi hôm nay vậy mà liền có được một tòa biệt thự hơn nửa số dư trên thẻ còn có hơn ba ngàn vạn hết thảy đều là công lao của ngón tay vàng a trở lại taxi, Lý Hạo đầu tiên tìm chủ nhà trả lại nhà. Sau đó dùng một cái hộp mật mã, liền đem tất cả đồ đạc đáng giá của mình chuyển đến trong biệt thự. Chuyện đầu tiên khi vào biệt thự, Lý Hạo không phải tự chụp khoe của. Thay vào đó, hãy kết nối với máy tính và thực hiện video tiếp theo một lần nữa. Đó là công việc quan trọng nhất. Hắn biết mình xoay người như thế nào, hắn mới không quên chính sự. Mười đại mảnh tướng trong lịch sử vị trí thứ bảy đại tùy mảnh nhân sử muôn năm. Đơn kỳ cướp bóc đột quyết, một mình đánh xuyên giang nam. Tây nam bình định di lưu phản loạn, tây bắc kinh lui bộ ca khả hãn. Có công bất thưởng phản thụ lục, không phải vì danh phạm đế kỵ. Theo video bị đưa ra ngoài, trong lúc nhất thời, các lịch sử vị diện lần nữa náo nhiệt lên. Đến rồi. Hắn lại tới rồi. Người trước triều tùy không biết sử vạn tuế mạnh cỡ nào, phần lớn đều ông tâm tư kiến thức và xem náo nhiệt quan sát tháng 9 cái tên này khiến tôi bị xúc phạm lưu triệt đơn kỵ cướp bóc đột quyết xem ra là một mảnh nhân bất quá đột quyết ở nơi nào sao ta chưa từng nghe nói qua trương phi ta ngược lại muốn nhìn xem vị chủ này là như thế nào một mình đánh xuyên giang nam tào tháo ta càng muốn biết một chút hắn làm sao một mình đánh xuyên Giang Nam. Mà các đế vương tướng tướng sau triều tùy đều biết rõ đại danh của Sử Vạn Tuế. Lý Thế Dân Sử Vạn Tuế cả đời vì đại tùy lập xuống hãng mã công lao, tùy văn đế lại có công không thưởng, ngược lại ở trên triều đình đánh giết người này, quả thực khắc kỳ quả ân. Khó trách đại tùy nhị thế mà diệt. Trưởng Tôn Vô Kỵ Dương Kiên tính toán rất thông minh, lại bồi thường Giang Sơn nhà mình. Ha ha. Trình giáo kim. Ta đối với các phương diện khác của sử vạn tuế đều không bội phục, chỉ bội phục hắn dám đơn kỵ cướp bóc người đột quyết. Bắt tống. Triệu quan nghĩa sau chiến tranh sông cao lương nhìn quan ảnh chiếu mạng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu ta có mảnh nhân như sử vạn tuế, làm sao phải chơi xe lừa phiêu di chứ? Chương 9 Thứ bảy mảnh tướng Đôn hoàng thủ tốt sử vạn tuế bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vì diện triều tùy. Khai hoàng 20 năm. Sử vạn tuế xuất lĩnh đại quân, ở Đại Cân Sơn đánh bại bộ ca khả hãn chém đầu hơn vạn cấp, lại bắt đi rất nhiều dê bò. Rõ ràng lập được đại công, sau khi hồi triều, lại không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Điều này làm cho sử vạn tuế cảm thấy bất bình sâu sắc. Hắn có thể chính mình không cần công lao, nhưng dưới trướng chúng tướng sĩ máu tươi không thể chảy vô ích. Hắn không thể để tướng sĩ dưới trướng thất vọng đau khổ. Sử Vạn Tuế đứng trên kim điện, nói thẳng chống lại Dương Kiên. Vì chúng tướng dưới trướng thỉnh công. Hắn căn bản không biết Dương Tố đã ở bên tai Dương Kiên hạ lời dèm pha, vu khống hắn cấu kết với thái tử Dương Dũng vừa bị phế bỏ, tùy văn đế đã động sát tâm với hắn. Đương nhiên, Dương Kiên muốn giết Sử Vạn Tuế, lời dèm pha chỉ là một phần. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sử vạn tuế khiến cho Dương Kiên kiên kỵ. Sử vạn tuế yêu quý sĩ tốt, rất được lòng quân, căn bản không phải Dương Tố hạ nhược bậc những đại tướng không khoan nhượng sĩ tốt kia có thể so sánh. Đối mặt với sử vạn tuế lớn tiếng tranh luận, Dương Kiên giận tím mặt. Lớn mật sử vạn tuế, dám ở trên kim điện rít gào, đây là đại bất kính. Tả hữu kim qua lực sĩ, lập tức cùng ta đánh giết người này. Sử vạn tuế không nghĩ tới mình đánh bại bộ ca khả hãn, chẳng những vô công ngược lại còn bị giết trên triều đình hắn tuy là mạnh hán nhưng cũng không phải kẻ ngốc lập tức hiểu được tâm tư của dương kiên lập tức cười ha ha nói ta nhất định phải chết cho dù ta vô tội cái tên này của ta cũng đáng chết dương kiên bị sử vạn tuế một câu nói toạc ra tâm tư lại càng tức giận kim qua lực sĩ lập tức cùng ta tiêu diệt tên tướng quân ương ngạnh này diệt tam tộc Lực sĩ kim qua đồng loạt sông lên, đặt sử vạn tuế lên trên kim điện, đang muốn giết chết, dương kiên lại lớn tiếng hô ngừng. Lúc này trên bầu trời kim điện, quan ảnh đang kiểm kê chiến tích cả đời của sử vạn tuế. Văn võ đại thần cả triều đồng loạt dơ đầu quan sát. Dương kiên tâm tư kín đáo. Hắn đối với sử vạn tuế cuộc đời quá mức quen thuộc, cho nên căn bản không nhìn phía trên kiểm kê, mà là cẩn thận quan sát phía dưới bình luận khi hắn nhìn thấy bình luận của Lý Thế Dân, đầu óc nhất thời ông một tiếng, tự hồ bị lực sĩ kim qua nện một búa. Đại tùy nhị thế ta mà chết. Ta đại tùy binh tinh tướng dũng, hơn nữa mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, làm sao có thể sẽ nhị thế mà chết đây? Huống chi ta phế bỏ xa xỉ thối thái tử dương dũng, lập một cái khắp thiên hạ hiếu thuận nhất tiết kiệm nhất không háo sắc nhất hảo nhi tử dương quảng, hắn nếu kế vị, khẳng định là trước nay chưa từng có minh quân tuyệt đối không có khả năng sẽ nhị thế mà chết. Cái này Lý Thế Dân là đang nói bậy. Quan ảnh chiếu màn cũng không quan tâm trong lòng Dương Kiên nghĩ cái gì, tự mình đến cuộc đời sử vạn tuế. Sử vạn tuế, người kinh triệu đổ lăng. Năm 30 tuổi, lấy thân phận ít tướng, theo lương sĩ ngạn thảo phạt tướng châu tổng quản quý trì doanh. Sơ chiến tại nghiệp thành, tùy quân chiến sự bất lợi, bại lui thời điểm, sử vạn tuế vung tay hô to, chiến sự khẩn cấp, chính là chúng ta ra sức thời điểm. Cưỡi ngựa thẳng tiến vào úy trì doanh quân, chém liên tục hơn 10 người kiêu duệ. Quân tùy được kháng cổ vũ, anh dũng tiến về phía trước, nhất cử đánh tan đại quân úy trì doanh. Sau chiến tranh, sử vạn tuế bởi vì công lao lớn nhất, được Dương Kiên Phong làm đại tướng quân. Ba năm sau, đại tướng quân Nhĩ Chu Tích mưu phản bị giết, sử vạn tuế bởi vì cùng Nhĩ Chu Tích có lui tới, bị liên lụy, bị Dương Kiên triệt đến cùng từ một cái thống binh mấy vạn đại tướng quân, biến thành một cái sung phối đôn hoàng phòng tốt. Đôn hoàng thú chủ cực kỳ dũng mãnh thường xuyên một người xâm nhập đột quyết bộ lạc, sẽ qua bò dê, thường thường thu hoạch lớn mà về. Người đột quyết dù cho có mấy trăm kỵ, cũng không dám ngăn cản hắn. Vì thú chủ đôn hoàng này cực kỳ tự phụ, thường xuyên nhục mà sử vạn tuế là nhị thế tổ, dựa vào công lao của tổ tiên mới lên làm đại tướng quân. Sử vạn tuế không phục, tự nói cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Đồng dạng thất mã đơn thương, xâm nhập bộ lạc đột quyết, giết hơn 10 kỵ sĩ đột quyết, cướp đoạt một lượng lớn trâu dê súc vật hồi doanh. Lúc này thú chủ đôn hoàng coi sử vạn tuế là huynh đệ, hai người thường xuyên cưỡi ngựa đồng hành, dết vào đại mạc mấy trăm dặm, cướp bóc người đột quyết, danh chấn bắc di. Đây là một màn ly kỳ nhất cũng là kích động lòng người nhất trong lịch sử chiến tranh hoa hạ từ trước đến nay chỉ có dân tộc du mục trên đại mạc cưỡi khoái mã xuôi nam cướp bóc người hán thú chủ đôn hoàng và sử vạn tuế hai người siêu cấp mạnh nhân bất thế này lại xoay chuyển tình hình hai người hai kỵ nhiều lần cướp bóc người đột quyết quấy nhiễu bộ lạc đột quyết không yên ổn năm tùy khai hoàng thứ ba tùy văn đế dương kiên phái đậu định vinh quy mô lớn lên phía bắc quyết chiến với người đột quyết ở sa mạc khi hai bên giằng co sử vạn tuế một mình đi đầu quân khao khát mang tội lập công. Đậu Định Vinh xưa nay nghe nói sự vạn tuế dũng mãnh vô song, liền nói với A Ba khả hãn của độc quyết. Binh tốt bình thường có tội gì, cần gì phải để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau chứ? Ta nguyện phái một dũng sĩ đơn đấu với dũng sĩ độc quyết. Bên nào thất bại thì phải chủ động rút quân. A Ba khả hãn phái một kỳ tướng lợi hại nhất trong tộc xuất kích. Đậu Đình Vinh phái sử vạn tuế xuất trận sử vạn tuế thúc ngựa như gió, vọt tới trước kỵ tướng đột quyết, chỉ hợp lại, lập tức chém đầu kỵ tướng xuống, đắc thắng mà về. A ba khả hãng bị dọa, không đánh mà lui. Năm khai hoàng thứ 11, cao trí tuệ Việt Châu phát động phản loạn, dẫn đến sự hưởng ứng dồn dập của các cường quốc hào hùng ở các nơi phía nam. Phản loạn nở hoa khắp nơi ở các thuộc địa cũ của Trần Quốc. Dương Tố cùng sử vạn tuế không hợp, tự dẫn chủ lực từ hải đạo tiến công trí tuệ cao, chỉ cho sử vạn tuế hơn ngàn nhân mã, để cho hắn từ đường bộ tiến công Phù Châu. Sử vạn tuế bắt đầu màn biểu diễn thần kỳ nhất của mình. Hắn xuất lĩnh thiên sư trong chi thiên sư này, dọc theo đường đi trèo núi vượt khe, liên tục chiến đấu mấy ngàn dặm, trải qua hơn 700 lần chiến đấu, bình định vô số phản quân lớn nhỏ, liên tiếp bại mấy vạn kịch khấu thái văn tiến ung đạo nhân. Bởi vì mấy chục ngày không có tin tức gì, tất cả mọi người đều cho rằng sử vạn tuế đã binh bại thân tử sử vạn tuế lại thần kỳ từ trong dãy núi đi ra, nhất cử công phá phù châu. Tùy văn đế mừng rỡ, phong sử vạn tuế làm tả lĩnh quân tướng quân. Sử vạn tuế tự dẫn đại quân thâm nhập Tây Nam, bình chư khương hơn 30 bộ, bắt sống hai vạn người. Lịch sử chiến tranh này tuy rằng lập được đại công, nhưng bởi vì tiếp nhận một lượng lớn kim bảo của thủ lĩnh người khương, nên tư nhân thả kim bảo vào núi. Năm sau thì ngược lại sử vạn tuệ nhận hối lộ xảy ra bị dương kiên giáng chức thành bình dân nhưng rất nhanh lại được phục chức khai hoàng năm thứ hai mươi đột quyết bộ ca khả hãn dẫn đại quân xâm tùy tùy văn đế phái hai đường đại quân hợp kích bộ và khả hãn một đường đại quân do dương quảng và việt vương dương tố vừa được lập làm thái tử xuất lĩnh một đường đại quân thì lấy sử vạn tuế và hán vương dương lượng làm chủ sử vạn tuế dẫn đại quân bắc tiến gặp bộ ca khả hãn ở vùng đại cân sơn bộ ca khả hãn biết được sử vạn tuế là chủ soái lĩnh quân không chiến mà chạy sử vạn tuế thừa thế truy kích đại phá quân đột quyết đáng tiếc sử vạn tuế trận chiến này xuất hết nổi bật trêu chọc dương quản cùng dương tố bất mãn một vị là thái tử mới lập một vị là sủng thần quyền cao chức trọng của văn đế hai người rất nhanh đạt thành ăn ý sau khi hồi triều dương tố ở trước mặt dương kiên dèm pha vu hãm sử vạn tuế cấu kết phế thái tử dương dũng dương kiên giận dữ ở trên triều đình giết sử vạn tuế chương một tùy văn đế dương kiên xa hoa khen thưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chữ viết kiểm kê đến đây là kết thúc video hiện lên cuộc đời sử vạn tuế chậm rãi hiện lên trên màn ảnh trọng điểm hiện ra chính là hai đoạn năm tháng sử vạn tuế đảm đương thủ tốt đôn hoàng cùng kinh lui bộ ca khả hãn đôn hoàng bảo trại. Sử vạn tuế mã xâm nhập đột quyết bộ lạc, đi cướp bóc một cái chừng trên trăm năm đinh tiểu bộ lạc. Đối mặt với công kích tập thể của hơn trăm hán tử du mục, sử vạn tuế bắn hụt ba bình tên, tên không trượt, bắn chết ba mươi năm đinh đột quyết. Bắn hụt bình tên, sử vạn tuế tay cầm mã sóc, chạy vào trong đội người đột quyết, liên tục giết hơn hai mươi người, rốt cục đem người đột quyết khác giết trách mật, cuối cùng tứ tán mà chạy. Sử vạn tuế một mình, vội vàng hơn trăm con ngựa, mấy ngàn con dê bò, nghênh ngang quay về đôn hoàng bảo trại. Lúc trở về trại, mặt trời đỏ mọc về phía đông, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh cao lớn của sử vạn tuế, tự như thiên thần tái thế. Ống kính lại quay. Sử vạn tuế cùng thú chủ đôn hoàng lần lượt cướp bóc người đột quyết, cuối cùng gặp phải mấy bộ lạc đột quyết liên thủ mai phục. Trận chiến đó, đối mặt với năm sáu trăm đinh tráng đột quyết, sử vạn tuế cùng thú chủ đôn hoàng giết đến cả người đầy thương tích, mới vừa rồi bằng vào tuyệt thế dũng mãnh kinh lui địch nhân, bắt cóc rất nhiều súc vật trở về đôn hoàng. Ống kính lại quay. Thú chủ đôn hoàng bị nhiễm trùng vết thương, nằm hấp hối trong bảo trại. Sử vạn tuế thương tiếc nói, tướng chủ, ngươi mới là đại tài có tài nhưng không gặp thời. Ngươi nếu có thể gia nhập đại quân, nhất định có thể vang danh thiên hạ. Đông hoàng thú chủ cười nói, ta đời này chỉ muốn giết sạch những này đột quyết cẩu về phần những thứ khác không phải ta mong muốn sau đó nhắm mắt mà chết ống kính lại quay đại cân sơn sử vạn tuế dẫn mấy vạn đại quân dặn co với bộ ca khả hãn trên thảo nguyên bộ ca khả hãn đi tới trước trận cao giọng đặt câu hỏi đến đem người phương nào sử vạn tuế thúc ngựa xuất trận quát lớn ta chính là sử vạn tuế bộ ca khả hãn lúc này cả người chấn động, cao giọng hỏi lại, nhưng đôn hoàng thủ tốt sử vạn tuế. Đúng vậy. Bộ ca khả hãn kinh hải nói, người này ngựa còn không thể địch, huống chi dẫn mấy vạn người. Lập tức trút ngựa về trận, dẫn quân chạy về phía bắc. Sử vạn tuế đuổi thẳng tới sâu trong đại mạc, mới khải hoàng trở về. Ống kính lại quay. Một đám võ sĩ kim qua đem sử vạn tuế đặt ở trên triều đình đem một đời mảnh tướng sinh sôi giết chết. Nhìn chung sử vạn tuế chi nhất sinh, hành quân đánh giặc, yêu quý sĩ tốt, đi đến chỗ, không dựng doanh trại, rất có phi tướng quân Lý Quảng Chi Phong, nhưng lập được công lao, đánh hạ thắng trận, lại hơn xa phi tướng quân Lý Quảng. Có thể nói là phi tướng quân phiên bản tăng cường. Đáng tiếc bởi vì chọc giận Dương Quảng cùng Dương Tố, liền chết thảm ở trên triều đình. Thật có thể nói, Thái Bình vốn là do tướng quân định, không cho tướng quân hưởng Thái Bình. Video kiểm kê đến đây là kết thúc. Thái Bình vốn là do tướng quân định, không cho tướng quân hưởng Thái Bình. Vị diện đại hán, hoài âm hậu hàng tính bị tiêu hà dụ vào vị ương cung xuyên thấu qua màn sân khấu trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu qua mấy chục cung nữ dơ gậy gọc lên cao, nhìn quan ảnh trên bầu trời cung điện chiếu màn, trong lòng cũng có cảm giác, thì thào lặp lại nhiều lần. Sau đó cao giọng quát. Tiêu hà, lão tử ngươi. Phi tướng quân Lý Quảng Sử vạn tuế là phiên bản tăng cường phi tướng quân. gia các bất lượng khinh thường ta như vậy sao? Lữ bố Sử vạn tuế chiến tích quả thật bất phàm. Nhưng muốn nói hắn là tăng cường phiên bản phi tướng quân, vậy lữ bố ta tính cái gì? Trương Phi Đương nhiên là gia nô ba họ rồi. Lữ bố Tên hắc tư ngươi miệng tiện nhất. Lão tử thề giết ngươi linh lăng thượng tướng hình đạo vinh cô quân giết xuyên giang nam quả thực lợi hại sử vạn tuế này vận khí quá tốt nếu sinh ra ở thời đại của ta ta nhất định bắt sống xa thần sông cao lương triệu quan nghĩa lại phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng ta muốn một sử vạn tuế tùy văn đế dương kiên ngơ ngác nhìn câu nói cuối cùng trên màn ảnh đột nhiên trong lòng có cảm giác hắn đi xuống bảo tọa chậm rãi đi tới trước người sử vạn tuế trầm giọng nói Sử vạn tuế, ngươi cho dù có công, nhưng đương đình phẫn nộ tranh giành, thực phạm vào đại bất kính chi tội, tội nên xử tử. Nhưng ta không muốn trở thành hậu nhân trong miệng khắc kỳ quả ân hạng ngươi. Cho nên tha mạng cho ngươi. Tội chết mặc dù miễn, tội sống khó tha. Ta miễn cho ngươi chức thượng trụ quốc, lệnh cho ngươi đảm nhiệm thú chủ đôn hoàng, có thể lĩnh 500 tinh kỵ đi trước. Ngươi có nguyện ý không? sử vạn tuế tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao còn dám nghĩ xa xỉ cái khác, liền cúi đầu nói. Tạ ơn vạn tuế không chết, Tiểu thân nguyện ý đi đôn hoàng thủ thổ cho đại tùy ta. Dương Kiên không để ý tới sử vạn tuế nữa. Hắn ngơ ngác nhìn quan ảnh chiếu màn, trong lòng thầm nghĩ. Nếu có thể liên lạc với tiên nhân phát bản này thì tốt rồi. Ta nhất định phải biết rõ đại tùy ta vì sao đời thứ hai mà chết lý hạo cũng không biết bởi vì chính mình kiểm kê video một đời mãnh nhân sử vạn tuế vậy mà tìm được đường sống trong chỗ chết chẳng những không có bị dương kiên hành hung ngược lại lại dẫn năm trăm tinh kỵ đến đôn hoàng bảo trại thành người đột quyết đại phiền toái kỳ thật lý hạo cũng không quá thích sử vạn tuế người này bởi vì sử vạn tuế tham yêu kim bảo không phải tướng quân hoàng mỹ trong lòng hắn nhưng bởi vì sự dũng mãnh của hắn quả thật thiên cổ hiếm thấy mới leo lên bản xếp hạng của lý hạo nhìn bình luận không ngừng hiện lên trên màn ảnh không khỏi âm thầm gật đầu xem ra video này vẫn rất được hoan nghênh trương phi cùng lữ bố đấu võ mồm trên không trung càng làm cho hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng nhưng nhìn thấy bình luận của triệu quan nghĩa lý hạo biểu môi đừng nói cho ngươi một sử vạn tuế chính là cho ngươi một hạng vũ cũng vô dụng hành quân đánh trận đều phải dựa theo trận đồ ngươi thiết kế đại tướng lợi hại hơn nữa cũng đánh không thắng trận dưới trướng ngươi tuyệt không thiếu mảnh tướng, thiếu chính là không gian để mảnh tướng tự do phát huy. Lúc này, thanh âm dễ nghe nhất thế gian lại vang lên bên tai Lý Hảo. Đinh Sử vạn tuế vì báo ân cứu mạng của ngươi, khen thưởng ngươi năm ngàn lượng hoàng kim, cộng thêm ba cây mã sóc tốt. Mời tiếp nhận Đinh Tùy văn đế khen thưởng ngươi ba ngàn lượng vàng, ba đôi ngọc bích, một quyển hoàng đình kinh của vương hy chi. Mời tiếp nhận cái quái gì vậy? Thân thể Lý Hạo kích động rung lên, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hoàng đình kinh của Vương Hy Chi thân thư. Lập tức tiếp nhận. Trên bàn khách trong biệt thự, nhất thời xuất hiện một đống lễ vật. Lý Hạo đối với những kia hoàng kim ngọc bích mã sóc cũng không nhìn, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí mà đem kia bản cổ xưa kinh quyển bắt lại. Nhìn thấy những chữ khải tuyệt vời vô phương trên kinh quyển, cảm xúc Lý Hạo dân trào. Đây chính là bút tích thật của Thánh vương Hi Chi sao? Tôi đã có được một quyển sách thánh. Ha ha. Bất kể là xuyên qua trước hay là xuyên qua sau, Vương Hi Chi đều là hoa hạ thư thánh. Nhưng vô luận là ở địa cầu hay là ở Lam tinh cực kỳ giống nhau này, bút tích thật của Vương Hi Chi tất cả đều thất truyền. Không có một bức nào lưu truyền đến đương đại. Được các viện bảo tàng lớn sưu tầm phần lớn là bản sao người đường và bản sao người Tống chỉ là những bản sao này đều là văn vật cấp quốc bảo. Đặc biệt là bức lan đình tự nổi tiếng nhất kia, càng làm cho vô số người yêu thích thư pháp hướng tới. Lý Hạo đương nhiên cũng là một trong số đó. Hôm nay nhìn thấy bút tích thật của thư thánh, Lý Hạo kích động hơn nửa ngày. Vương Hy Chi giỏi nhất là hành thư, nhưng quyển hoàng đình kinh này lại dùng chữ khải nhỏ viết thành, cho thấy sự kính ngưỡng kinh điển của thư thánh đối với đạo gia vương hi chi viết quyển hoàng đình kinh này còn có một điển cố sơn âm có một đạo sĩ đặc biệt yêu thích thư pháp của vương hi chi muốn có được một bức mực bảo của vương hi chi hắn biết vương hi chi thích ngỗng trắng thành thói quen liền cố ý cho một lồng ngỗng trắng vừa mập mạp ăn vương hi chi du ngoạn đến đạo quán kia nhìn thấy đám ngỗng trắng kia liền muốn dùng tiền mua đi đạo sĩ nói con ngỗng này của tôi không bán nếu như hữu quân đại nhân thật sự muốn, liền thay ta viết một quyển hoàng đình kinh, ta liền đem những con ngỗng này toàn bộ tặng cho ngươi. Vì thế vương hy chiên ngồi trong đạo quán, dùng chữ khải nhỏ viết một quyển hoàng đình kinh, theo đó sách theo lòng ngỗng trắng cao hứng về nhà. Để lại cho hậu thế một điển cố, vả thư hoàng đình đổi bạch nga. Tùy văn đế này cũng quá hào phóng đi. Không biết khi ta kiểm kê đến triều đường, Lý Thế Dân có thể đem Lan Đình tự hắn yêu thích nhất cũng đánh thưởng cho ta hay không? Vô luận như thế nào, hành vi bỏ Lan Đình tự vào quan tài chôn cùng của Lý Nhị là tuyệt đối không được. Lý Hạo lại bắt đầu miên man bất định. Đinh Xét thấy tùy văn đế Dương Kiên đưa cho ký chủ một kiện đã thất truyền tuyệt thế quốc bảo, đặc biệt khen thưởng Dương Kiên cùng ký chủ video nói chuyện phím 10 phút đặc quyền. Hôm nay Dương Kiên hướng người phát ra thỉnh cầu nói chuyện phím có phải lập tức mở ra đối thoại hay không? Mở ra. Lý Hạo không chút do dự nói. Hắn cũng muốn kiến thức một chút đế vương truyền kỳ kết thúc 300 năm loạn thế Nam Bắc Triều này, rốt cuộc là bộ dáng như thế nào?